Thân ái kính chào tất cả anh em quay trở lại shop Vạn Năng. Em tên Sơn, số điện thoại của em là 0335172445, Zalo cũng là số trên. Em xin chân thành cảm ơn, kính chúc tất cả mọi người sức khỏe. Thì hôm nay em có một số đồ gia dụng nội địa Nhật cũ, rồi có bếp ga, bằng ủi, máy lọc nước, sinh tố, xay thịt đồ gì ha. Rồi anh em nào thấy ưng ý sản phẩm nào rồi phù hợp giá cả, cứ việc liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại trên để chốt đơn hoặc là kết nối Zalo. Em xin chân thành cảm ơn. Rồi thì anh em mua đơn hàng bên em thì từ 300.000 trở lên, anh em mua đơn từ 300.000 trở lên, chuyển khoản đủ là em bao ship. Còn nếu như anh em ship code, tức là nhận hàng thanh toán, thì anh em vô lòng thanh toán tiền ship giúp em nha. Tiền ship thì tùy theo độ nặng nhẹ của sản phẩm. Ok, thì sản phẩm đầu tiên là cái bình bình đựng xà phòng rửa tay, gội đầu gì cũng được nè. 130. Cái này thì nó mới nguyên chưa sử dụng nha. Đó. Rồi hình thức thì mình có thể dặn cái này ra, ở trong này còn giấy chưa sử dụng nè. Đó. Thì mình nó có bịch xà phòng gì đó, mình cắt bịch xà phòng ra đổ trong cái bình này, mình để trong nhà tắm hoặc cái chỗ mà rửa tay, rửa chén, lavabo rồi gì đó, mình nhấn cái đầu này ha. Nhấn đầu này thì sẽ cho ra xà phòng một cái lượng vừa đủ, mình nhấn gì là nó cho ra cái lượng vừa đủ để mình rửa tay ha. Rửa tay xà phòng, rửa tay hay mình rửa tay ha, sữa tắm hay là cái gì đó các kiểu ha. Này thì sản xuất tại Trung Quốc nha, phát trên China đó. Rồi theo phong cách của Nhật nè, đó. Rồi ok, cái bình này thì em bán cho anh em giá là 130 nha. Bình bình xà phòng em có mã nè, bình xà phòng ha, anh em nào lấy liên hệ em nha. Tiếp theo thì có cái mã tượng gỗ này, em bán cho anh em 60 tượng gỗ người lính ha. Đó, giá bán là 60, ngậm cái tẩu thuốc nè, ngậm cái tẩu thuốc. Rồi anh em sử dụng liên hệ em nha, cái tượng gỗ để trưng bày gì nè, 60k nha. Tiếp theo thì tới cái sọt rác, cái sọt rác này thì sản xuất tại Trung Quốc nè ha, xuất thị trường Nhật đó. Thì cái sọt rác này để trên xe ô tô, xe hơi rồi gì đó, gia đình là gì mình sử dụng thì mình để có chỗ, có nơi ăn bánh, vỗ kẹo hay là gì đó, mình bỏ vô đây, xong rồi tới nơi thì mình đem đổ bỏ thì nó rất là hợp vệ sinh ha, đỡ dọn dẹp xe cộ rồi gì. Ok nha, 50k thôi nha anh em, sọt rác. Tiếp theo thì tới cái bộ dao này, 60k nè. Bộ dao này thì nó sẽ là 5 con dao. Nó sẽ có 5 con dao. Dao này thì anh em để cạo râu, cạo lông gì được hết nha. Anh em muốn sử dụng mục đích gì đó sử dụng. Dao này thì sản xuất tại Nhật luôn. Anh em cứ việc yên tâm về cái độ bén và chuẩn nha. Thương hiệu Kai. Đó, thương hiệu Kai. Con này sản xuất Made in Japan luôn á. Nãy thì thấy giờ lên trên đây kiếm hơi khó ha. Nó là Made in Japan luôn. Đây. Nè. Made in Japan luôn nha. Anh em thấy ha. Ok, bây giờ em sẽ lấy ra cho anh em xem. Nó sẽ là 5 con dao như thế này, tổng cộng 5 con nha. Trong đây con nè. Con cây ra cho anh em xem. Là nó mỗi con nó đều có chụp bảo vệ hết nha, chụp bảo vệ hết. Đó. Rồi, ok, dao này mới bén luôn nha. Ok, anh em nào sử dụng thì cứ việc liên hệ với em. Hộp này là em bán 60 nha. Mã dao giùm em 60. Tiếp theo thì tới cái lắc đeo tay. Lắc đeo tay tặng người yêu nha. Đó, cái lắc đeo tay. Cái này thì nó màu bạc nè, đánh dấu màu bạc nè. Nó sẽ có cái loại màu vàng nữa. Đây, nhưng mà này màu bạc ha. Rồi. Lắc này em bán 180 nha. Một cái sản phẩm để tặng quà sinh nhật rồi gì cũng ok. Hàng China xuất Nhật nè, Made in China. Hàng này là hàng siêu thị Nhật á anh em. Rồi ok nha. Nó sẽ là như hình thức như thế này ha. Rất là đẹp, sang trọng luôn. Tặng cái hộp quà ha, kỷ niệm. Rồi móc của gì ok nha. Đó. Rồi anh em nào sử dụng thì cứ việc liên hệ. Cái này là mã lắc đeo tay nha, màu sáng đẹp, giá bán 180 nha anh em, có hộp rồi gì sẵn luôn. Tiếp theo thì tới con mèo ngoắt nè, con mèo ngoắt chiêu tài nè ha, con mèo ngoắt chiêu tài. Cái con trên này thôi, chân này với này em để là cái khác nữa, cái tách cà phê. Trên này là con mèo ngoắt chiêu tài, nó sử dụng cái tấm năng lượng mặt trời ha. Anh em để ngay ngắn thì cái đầu này nó sẽ lắc nó, anh em để ngay ngắn cái đầu này sẽ lắc, cái tay này nó sẽ ngoắt. Đó, anh em thấy không? Đó. Rồi con mèo chiêu tài sử dụng bằng năng lượng mặt trời ha, có ánh sáng rồi nó sẽ lắc ha. Rồi còn nguyên hộp luôn, nguyên bọc chia sẻ gì hết luôn ha, còn hoạt động tốt, ok, ngon lành hết. Giá bán là 200k nha. Mã con mèo ngoắt nha anh em, con mèo ngoắt ha, Hello Kitty đó, con mèo ngoắt Tokyo Japan ha. Rồi đó, anh em nào có nhu cầu sử dụng thì cứ việc liên hệ với em nha. Rồi mèo ngoắt này em bán cho anh em 200. Tiếp theo thì cái này là cái tách uống trà nè, tách uống trà này em bán 90 nha. Anh em uống cà phê, uống trà cũng được, cà phê sữa ha. Đó, vào buổi sáng ha. Đó. Rồi còn rất là mới đẹp luôn. Đó.
mới đẹp không có lỗi gì hết nha. Đó, cà phê nè, nó cà phê nè. Đó. Japan nè. Rồi ok, 2018 ha, 2018. Rồi, anh em chú bác nào có nhu cầu lấy liên hệ em nha. Rồi, giá bán là 90k nha. Rồi, tiếp theo thì tới móc khóa nha, có cái móc khóa Gucci nè. Móc khóa Gucci nè nha. Đó, hàng rất xịn sò luôn. Cái này có thể là móc khóa, móc treo bóp, treo điện thoại gì đó, các kiểu nha. Rất là sang trọng nha. Ha. Làm hàng rất là chắc chắn, made in Italy đóng phía trong này nha anh em. Made in Italy đóng phía trong này ha. Đó, xịn sò ha. Rồi, anh em lấy thì cứ việc liên hệ với em. Gucci nha, có chữ gà đây nè, Gucci. Hàng xịn sò đàng hoàng nha. Hàng xịn sò. Rồi, mã này là mã móc khóa giùm em nha, 100k ha. Rồi, anh em nào lấy thì liên hệ em, mã móc khóa 100k. Rồi, tiếp theo thì tới cái mã này là bao tay nè. Bao tay này bao tay trẻ em nha, bao tay trẻ em. Đó, nhỏ thôi. Đó, sản xuất tại China, xuất thị trường Nhật nha. Đây kit nè. Đó, cô tông. Thì cái bao tay này á, là nó sẽ có những cái hầu hộp này là nó bằng chất liệu là cao su. Nó sẽ một mặt á, là mang bề trong nó sẽ có cái độ bám để cho mình có cảm giác mình làm nha. Rất có độ bám rất là tốt nha. Rồi bao tay nhỏ nè. Thì bộ này em bán gồm có bao tay, vớ ha. Dưới chân 36cm nè. Rồi 23 cho tới 25, cái này là cái size của nó nha. Đó, 2002. Xin 2002 ha. Rồi ok, còn mới chưa xài. Tiếp theo cái miếng lót đệm, đệm này thì nó sẽ ôm cái lòng bàn chân của mình, nó làm chỗ này nó cao lên nè, gót chân nè, đó. Rồi ôm trong cái gan bàn chân ha. Đó, còn cái chiều dài ngắn thì tùy theo cái dạy của anh em đút vô mà nó có dài thì nó hướng dẫn mình là mình có thể cắt bớt cái mỏ này cho nó ngắn lại. Đó, vừa thích hợp với cái size dày nè, size dày bao nhiêu thì mình để cái chiều này nè, mình cắt bớt ha. Rồi cái miếng lót này thì lót chân, ôm mặt chân nha, rất là êm. Cái này mềm nha, nó bóp vô nó có cái độ đàn hồi. Ok nha, mã này là mã lót dày giùm em, 100k, gồm có 3 món nha. Rồi tiếp theo thì tới cái mã là lược điện nha. Cái này nó sử dụng nguồn pin nha, mã lược điện sử dụng nguồn pin. Này 150, có thêm một cái cây mắt cúp nè ha. Đó, ánh phấn luôn nè. Rồi, xịn sò luôn, mới chưa xài trong bọc luôn nha. Hàng được sản xuất tại China, xuất thị trường Nhật ha. Rồi cây này thì mình muốn chảy nhấn nút on lên thì nó rung. Em có để pin cho anh em luôn nè. Nó sử dụng hai cục pin nè, remote nhỏ ha. Rồi ok, bấm nút này thì nó sẽ rung ha, mình chảy lên trên đầu mình, vừa thư giãn massage. Mình chảy là đầu luôn ha. Đó. Rồi. Kozumi ha, Kozumi sản xuất tại China, xuất cho thị trường Nhật nha. Rồi ok, có pin sẵn cho anh em xài luôn nha. Hai món này 150 nha, anh em sử dụng liên hệ em. Tiếp theo thì tới cái mã này là cái mã bàn chải nha anh em. Cái mã bàn chải này á, thì những cái thiết bị ở trong gia đình của mình giống như là quần áo hay là những cái gối đệm này gì đó sản xuất ra hay ha. Rồi gói đệm hay là cái gì đó ha, mình sẽ có cái bàn chải này nè, rồi mình chải mấy cái lông, mình chải mấy cái lông sợi lông rồi gì đó, nó còn nằm ở trên áo quần hay là gói đệm nằm gì đó. Rồi mã bàn chải này em bán cho anh em giá là 100k nha anh em ha. Rồi sản xuất tại China nha, nó sản xuất tại China. Cái này thì mình chải xong mình có thể mình gấp cái này lại được nè, nó tại cái này để trong bọc cho mình thấy gì đó ha. Rồi ok, hai cái bàn chải lông này rất là lại hại rất là hay nha. Chải bằng cái bàn chải này rất là sạch luôn, nó có cái chiều bàn chải nha anh em, nó có cái chiều bàn chải chiều xuôi nè, anh em chải cái chiều ngược lại á thì nó sẽ búng những cái lông, nói chung là làm rất là sạch ha. Rồi bàn chải này á là em bán cho anh em giá là 100k nha, một cặp bàn chải ha. Rồi tiếp theo thì tới mã banh nè. Banh này á là những cái chiếc banh tròn nằm trong cái hũ này luôn ha. Rồi đồ chơi hay gì đó. Rồi mình có thể sử dụng cái hũ, sử dụng mấy trái banh này chơi cho mấy nhỏ chơi được vậy ha. Trong đây thì nó sẽ có là tổng cộng là 6 trái. Nó dưới 3 trái, trên 3 trái là 6 trái nha, 6 trái banh. Rồi 6 trái banh với một cái hũ đựng ha. Rồi 50k mã banh giùm em, 50k nha. Rồi tiếp theo thì tới mã combo. Combo này cũng chỉ ha, 50k.
ra quay ra mây rồi Made in Taiwan ha, cái này được sản xuất tại Đài Loan nha nè, cái này được sản xuất tại Đài Loan đó, cái này là Copa nè đó, với lại cái này là bút chì, cái nơi ngồi bút chì có nắp tẩy bây giờ đầy đủ nha. Rồi mã Copa này em bán cho anh em giá là 50 nha, anh em nào có nhu cầu lấy liên hệ, sản xuất tại Đài Loan, xuất cho thị trường Nhật nha. Rồi hai món này là cái nắp, nó sẽ có nhiều cái đầu này khác nhau nữa nè. Cái này á là cái chai nước ngọt hoặc là những cái gì đó, cái tay mình có thể là nó ướt hay là dặn không ra đó, thì nó nhờ cái công cụ này hỗ trợ là mình chụp cái đầu này vô trong cái nắp chai nước ngọt của mình dặn ra, nó rất là nhẹ nhàng luôn nha. Rồi nó rất là nhẹ nhàng luôn, phù hợp với mấy chai nước ngọt ha. Mình mở không ra đó, mình cầm cái này nó không bị trơn nè, nó có thế nó dặn nữa ha. Cái này nó hai kiểu nè ha, nó có hai kiểu khác nhau mà. Rồi ok, cái dặn nắp chai này, một cặp này thì em bán cho anh em giá là 30k nha ha, Pepsi Coca rồi gì đó đó, là mình có thể dặn thoải mái. Cái này là mới chưa xài luôn nha, còn trong túi ha, 30k. Rồi tiếp theo thì tới mã bơm xe nè, bơm ống bơm xe để trong cốp xe rồi gì rất gọn, hoặc dắt trên xe đạp rồi gì đó ha. Cái này bung ra thì mình để mình giữ cái giò hay gì đó, rồi để gì nè, giữ đây để mình đạp không khục tay. Cái này bật ra, cái tay mình cầm gì, còn cái này anh bật ra thì cái ống này nó sẽ như gì, mình có thể xoay ha, mình có thể xoay. Cái này á là mình dây này cũng có thể kéo dài ra được luôn một khúc nữa nha, nó đầu dẻo. Cái này mình bật lên cái vòi xe Honda của mình đó, cái vòi xe Honda của mình thì mình cứ việc mình cài cái đầu vòi xe Honda mình vô, rồi mình nhấn cái này xuống, rồi là bắt đầu mình bơm thôi. Ống bơm này rất là nhẹ gọn ha, ống bơm này rất là nhẹ gọn nha, bơm hơi hám rồi gì ok, ngon lành luôn ha. Rồi anh em nào mà có nhu cầu á xài thì cứ việc liên hệ với em nha. Nó nhôm, nó nhôm nhẹ tiện lợi, gọn để vào xe rồi gì thoải mái ha. Rồi ok, cái này mình dắt vô xe cũng được, bỏ cốp xe rồi gì cũng thoải mái nha. Đó, gắn vào rất là gọn nha, ship vô ok. Cái bơm xe này thì em bán cho anh em giá là 400k nha ha. Rồi 400k. Tiếp theo thì tới một cái sản phẩm là cái áo mưa nam bé nữ gì mặc cũng được hết trơn á, chiều dài từ cổ xuống tới dưới này là 82cm nha, em bán 70k. Cái chất liệu này là chất liệu của Nhật nha ha. Rồi 65, 80, 130 tới 155cm nữa. Rồi ok nè, áo thì nó sẽ hình thức là như gì ha. Đó, anh em nào lấy thì cứ việc liên hệ, cũng có mũ luôn, anh em muốn đội mũ lên thì đội ha. Đúng rồi, cái này nó có mũ luôn, anh em muốn đội mũ lên đội, không đội thì mình bỏ ra gì thôi ha. Nút ở đây thì là nút bóp, nút này nút bóp ha. Đó, nút bóp. Rồi tay đã dài luôn nha. Đó, rồi anh em sử dụng liên hệ với em. Mã là áo mưa Nhật ha, áo mưa giá 70 nha. Rồi tiếp theo thì tới dây giày nha, cái dây để buộc giày á, cái dây để buộc giày, chất liệu của nó nè. Đó. Cái này nó có cục gì nè, nó là cái loại của nó là như vậy nha, cái loại của nó là như vậy. Khi mình thắt vô thì nó sẽ chỉ mình thắt nè, nó có cục nè, đó. Mình kéo qua cái lỗ đó tới mắt nào thì tới đó thôi, không cần buộc giống như dây bình thường ha. Rồi cái con này thì sản xuất tại China nha, này sản xuất tại China. Nãy hình như là em thấy China, đúng rồi, nó tên China. Đó, thì cái bộ dây này là đúng là một đôi giày thì nó phải có hai sợi nha anh em, chứ không phải nó một sợi đâu nha. Đó, nó hai sợi trong đây, một bộ này mới chưa sử dụng luôn nha. Nó dây thì cái kiểu nó gì làm rất là xịn sò luôn nha, rất là xịn sò luôn, mang rất là thể thao, rất là phá cách nha. Ok nha, thì dây giày để sổ giày là mình mang đó, thì cái bộ dây giày này thì em bán cho anh em giá là 80k. Rồi, anh em nào có nhu cầu lấy thì cứ việc liên hệ với em nha, 80k mới chưa xài nha. Rồi tiếp theo thì tới mã ống dòm nè, ống dòm này thì em bán cho anh em là 450 nè, còn nguyên trong cái túi đeo ha, cái túi đeo. Rồi ok, nó cái ống dòm này chống ló nha, chống ló. Cái phần cao su này thì nó không phải nó bị mục, nhưng mà nó bị kiểu giống như nó gít gít tay ha, gít tay. Cái này vậy anh em vệ sinh lại ha, còn nếu như anh em muốn em vệ sinh thì em vệ sinh lại luôn cho anh em, tại vì cái này em khui đồ ra có thì em đăng lên bán liền luôn ha, rồi chưa kịp để vệ sinh đó. Cái này thì vệ sinh ra sạch sẽ ha. Rồi ok, này là 8 x 22mm nha. Rồi 8 x 22mm đó, mở ra mở vô nè. Đó, cái độ này cộng trừ mình chỉnh được nè, đây nó có cộng trừ nè. Rồi còn cái chỗ này là mình chỉnh gõ nét hay không nè, đó
Rồi, cái này là KKT by Kenko. Đó, anh em nào có nhu cầu á thì cứ việc liên hệ trực tiếp với em nha ha. Số điện thoại của em là 0335 172 445. Anh em cần thêm hình ảnh chi tiết sản phẩm gì đó thì cứ việc kết nối Zalo ha. Rồi em sẽ gửi thêm cho anh em hình ảnh là gì để anh em tham khảo ha. Ok, cái này là mã là ống nhòm, giá bán là 450k dùm em nha anh em ha. Rồi tiếp theo thì tới mã ốp điện thoại nha. Ốp điện thoại thì ở đây em có hai cái ốp điện thoại nè. Một cái là của iPhone X ha, iPhone 2018 5.8 inch nè. Cái kích thước của cái điện thoại là 5.8 inch nè ha, là để vừa. Cái này là cái bao da. Cái này là cái bao da luôn. Cái bao da của cái điện thoại luôn ha. Đó, iPhone X. Rồi, rất là xịn sò nha. Trong đây mình có thể dắt được những cái thẻ rồi gì nè, ATM rồi gì nữa ha, căn cước đồ. Rồi, cái điện thoại ở đây. Đó. iPhone nha. Đó, rất là đẹp và sang trọng luôn ha. Rất là đẹp và sang trọng luôn nguyên cái hộp này ha. Rồi, ok. Rồi một bộ này em bán cả bộ nha. Cái này được sản xuất tại China nha anh em ha. Đó, sản xuất tại China. Rồi cái này cũng vậy luôn, được sản xuất tại China. Xuất cho thị trường Nhật 12 Romat nè, cái này thì 12 Romat nè. Đó, cái này là silicon trong nha, chưa có sử dụng nha anh em. Cái này em xé bọc ra để máy đó. Cái này chưa có sử dụng, xé bọc ra để em coi thôi. Đó. Cái này là iPhone 12 Romat, còn cái này là iPhone 10 nha. Kích thước là 5.8 nè. Ok anh em sử dụng liên hệ em, một cặp này là 150 nha anh em ha. Rồi, tiếp theo thì tới cái chảo làm bánh nè. Cái chảo này em bán cho anh em giá là 130 nha. Cái chảo này là cái chảo nhôm rất là xịn sò luôn nha. Chống dính đồ gì rất là tốt luôn ha. Chống dính là gì đó tốt luôn, anh em gờ tay vô là biết nó chống dính cực kỳ tốt rồi ha. Rồi đổ thì nó ra cái hình cái ngôi nhà, cái này cái mái nhà nè. Khi mình lấy xong thì nó sẽ ra cái hình như thế này. Đó, muốn tuyết thì mình bỏ trang trí rồi gì lên thêm. Rất là xịn sò luôn, tay nắm là chống cháy ha. Tay nắm chống cháy. Rồi, mới chưa xài còn trong hộp, giá bán chỉ có 130k thôi ha. Hình cái ngôi nhà làm thức ăn nhìn nó rất là kiểu cọ là gì, nhìn nó đẹp ha, đẹp mắt. Rồi, anh em sử dụng thì cứ việc liên hệ với em nha. Mã chảo 130. Rồi tiếp theo thì tới nón. Nón thì ở đây em có 6 cái ha. Tổng cộng là 6 cái em bán 100k nha. 6 cái nón chỉ có 100k nè, em lấy liên hệ em ha. Có cái nón 100k. Rồi một cái nón này nó bằng cái chất liệu giống như là dây lát hay là cái gì đó nha. Rồi 100k nha. Cái nón này nón giống như kêu hay nón bánh tiêu, nón bò gì đó, tròn tròn vậy đó. Rồi cái này nón bo nha, cái kiểu này nó như vậy nha anh em. Đó, chứ không phải một cách vậy đâu ha. Rồi hai cái. Nón này nón trẻ em, hai cái nón cam với nón hồng rồi nè, nón trẻ em nha. Nó có tăng đưa ở đây. Đó. Nón này đẹp kiểu cọ nè, nón này đẹp ha. Rồi. Tiếp theo, nón này người lớn đổi cũng được nè, nón này thấy lớn nè, đó. Sản xuất tại China nè, đó. Rồi, ok. 6 cái tổng cộng nha. Cái này thì nó xúc này nó có còn cái lỗ của nó nè. Vậy anh em nhét cái này vô lại nha, xoắn dây nhét vô lại. Nón này nón nữ nha. Rồi, nón này cũng vậy nha, nón này hai lớp. Anh em đổi kiểu nào đổi nha, kiểu này cũng nhìn rất là đẹp. Và kiểu này cũng vậy luôn. Rồi, ok ha, 6 cái 100k. Tiếp theo thì tới mã đũa. Đũa đó ha anh em, mã đũa 120, còn nguyên trong hộp nè. Đây có 4 cái đồ gác đũa, 4 đồ đũa mới chưa xài. Và cái đồ bới cơm, cái này chất liệu là bằng gỗ hết nha. Chất liệu là bằng gỗ hết. Rồi ok, anh em sử dụng lấy thì liên hệ em, mã đũa 120. Tiếp theo thì tới mã đèn đi nha anh em. Một cái chiếc đèn để bàn nha, đọc sách hay là mình để bàn là gì, mình làm công việc rồi gì cũng được nha. Đó, một cái chiếc đèn để bàn. Chất liệu là inox rất là đẹp nè, sáng tròn luôn nè ha, sáng tròn luôn. Cái chỗ này anh em có thể dặn chỉnh cái góc độ của cái này nha. Cái này với này là phần thoát sáng nè. Mình có thể dặn chỉnh được nè. Đó, anh em thấy ha. Đó, rồi, ok nha. Trong đây thì nó sẽ là một cái ống đèn compact, sử dụng điện 100V nha. Chẩn thì chẩn đuôi của nó giống như đèn của mình ở đây thôi. Ví dụ như sau này cái bóng đèn này có đứt á, thì anh em không sử dụng 110 nữa, mà anh em gắn mua bóng đèn 220, anh em gắn vô đây luôn, thì nó sẽ sử dụng điện 220V nha. Cái này thì anh em có thể góc độ rồi gì được nè, thoải mái nè. Nè anh em chỉnh góc độ rồi gì nè, rồi tăng đưa ra vô xa gần nè. Đó, anh em thấy không? Đó, tăng đưa xa gần nè. Đó, rồi mình chỉnh xong thì mình siết lại, mình để nằm được, xéo được, chỉnh các kiểu. Đây nó có cái ngàm khớp, mình chỉnh thoải mái xong siết cái này lại. Cái này cũng vậy, mình có thể chỉnh tăng đưa lên xuống được, xong mình siết cái này lại luôn, nó cũng chung ha. Rồi nè, ok, thì bây giờ em sẽ cho anh em xem ha.
Đó, phần chân đế của nó nặng nha, phần chân đế của nó nặng và sáng đẹp ha. Rồi, nè, nó sử dụng điện trong won bóng là công suất là 13W nha. Bóng công suất là 13W. Đó. Rồi, ok, bây giờ em sẽ ghim điện test cho anh em xem luôn nha. Đưa điện mà. Dây điện này thì nó sẽ có công tắc nằm trên đây luôn nha. Nó có công tắc nằm trên đây luôn, mình chỉ cắm vô xong rồi mình bật cái công tắc lên thôi. Đó, bạn cắm vô bật công tắc lên thôi. Thì ở đây á, là mình có thể xây cái góc độ này nè, nó lên xuống. Đèn này rất là xịn sò nha. Đèn này em bán cho anh em giá là 600, rớt. Cái này á, là mình có thể bật cái chiều này mình chỉnh góc độ được nữa nè. Nó đủ hết trơn á. Rồi ha. Rồi công tắc nằm đây tắt nè. Mở ha. Đó, sáng nha, để bàn làm việc có ok, sáng đọc sách ngon lành luôn. Rồi, đèn bàn này em bán cho anh em giá là 600 nha. Đèn bàn này em bán cho anh em giá 600, rất là đẹp, sáng, mới chón. Rồi, ok. Tiếp theo thì tới cái hộp kim nè. Hộp kim này em bán 80, có 2 hộp. Đó, có 2 hộp. Made in Japan, thương hiệu Kai luôn nè. Đó, có dây kim rồi gì màu, chỉ màu nè, nút áo ha. Rồi, ok, một bộ. Bộ này thì nó nắp bật lên ha. Trong này nó có chỉ màu kim ha, kim tây rồi vậy đó, nút bóp rồi vậy ha. Rồi kim nhíp nè, rồi cắt, rồi có một cái đồ xỏ kim luôn, có đồ xỏ kim luôn nha. Đó, anh em không thấy đường lớn tuổi chị chú bác vậy đó thì mình xỏ cái này qua, cái đồ xỏ kim này qua cái lỗ kim này thì nó dễ rồi, để cùng chỉ vô rút qua xong rất tiện lợi nha. Hộp kim em bán 80 nha ha. Có hai cái móc đồ vest nè, hai cái móc bộ quần áo vest á, hoặc là đầm lớn gì, dạ hậu gì được của chị em á ha. Cái này dài lắm, bằng gỗ nha, 2, 4 khoảng 6 tấc mấy á, khoảng 6 tấc mấy nha. Rồi móc nè, móc xoay thoải mái rất là nhẹ nhàng luôn ha. Rồi cái này là nó còn tem luôn nha, nó xoay nè, rất là nhẹ luôn. Đây nó còn tem luôn nè ha, Tokyo nè, đó chết mát, chuẩn chết mát luôn nha, hai cái còn tem hết. Ok, một cặp móc này em bán cho anh em giá là 150 nha. Móc phơi đồ vest hoặc là đầm dạ hội lớn rồi gì đó ha. Rồi, tiếp theo thì tới em lấy đồ lên thêm cho anh em xem. Rồi, tiếp theo thì tới dầu xoa bóp nha. Dầu xoa bóp này nhức mỏi cơ khớp rồi gì rất là ok. Người lớn tuổi rồi vậy ha, làm quà tặng rồi gì cũng rất là ok nha. Dầu này là xách tay trực tiếp Hàn Quốc cho nên là anh em không có sợ là nó hàng giả hàng nhái gì hết trơn nha. Em đảm bảo là chất lượng ok, ngon lành cho anh em, sức là có hiệu quả đàng hoàng. Cái dầu này thì đát của nó tới cuối năm 2025 lận, anh em cứ việc yên tâm nha. Cái này đó có con lăn nè, cái dầu này cho dầu mới luôn nhưng mà tại em khui mẫu ra cho anh em xem gì đó. 100ml nha, nó sức cũng rất là lâu nha, rất là lâu hết. Đó anh em nhất mỏi, anh em sức mỗi ngày thì nó cái chế độ anh em sức như vậy đó, thì nó sẽ giảm đau này gì cho anh em rất là hiệu quả. Rồi chai dầu này em nhắc lại là xách tay Hàn Quốc, hàng nội địa Hàn Quốc nha. Cho nên là không có hàng giả hàng nhái hết trơn. Anh em có thể mua ngoài thị trường, có thể dính hàng giả hàng nhái, nó rẻ hơn. Em bán là cái này tới 200.000 lận. Còn mà ở ngoài thì nó sẽ bán trăm trăm mấy gì đó, tùy cái loại. Thì tùy cái chỗ bán mà nó bán cái hàng đó là nó không có đúng theo cái công dụng của cái này. Nó xức vô thì vẫn nóng nhưng mà nó không có giảm đau hiệu quả bằng cái này nha. Rồi thì em nói vậy, anh em nào mà tin tưởng có nhu cầu lấy thì cứ việc liên hệ với em ha. Dầu này em bán cũng khá là nhiều nha, cái đợt này thì em về cũng được một mớ nữa nha. Rồi anh em nào lấy thì cứ việc liên hệ với em. Mã là dầu xoa bóp, giá bán là 200k nha. Đó, hàng nội địa Hàn Quốc nha. Rồi hàng nội địa Hàn Quốc. Ok, tiếp theo thì tới em bán cái con xe này đi. Cái con xe này em bán 180k ha. Cái này là tàu điện ngầm á, tàu điện ngầm á. Đó, on off gì thế này là mô hình thôi, nhưng mà nhìn rất là đẹp nha. Đồ chơi cho bé rồi vậy ha. Rồi cái này là nó có cái nút bật ra, trong này thì mình mở ra, trong này nó sẽ có thêm hai cái xe nữa. Rồi anh em mua đồ mình sắm sửa, mình mua đồ mình xài thì mình cũng phải mua đồ chơi cho trẻ rồi gì, nó rất là thích nha. Đó, có chữ Nhật rồi gì nè ha. Rồi cái này thì trong này nó sẽ có hai chiếc, một chiếc xe thể thao, một chiếc xe ô tô này chắc 7 chỗ ha. Rồi của Honda luôn nha, Honda đàng hoàng luôn nha anh em ha, Honda luôn. Đó, này chữ Nhật nữa nè, đồ chơi Nhật hết nha anh em ha. Rồi anh chị em chú bác nào có nhu cầu lấy thì cứ việc liên hệ với em, hai con xe này là con mới luôn. Đó anh em làm quà tặng thích hợp, quà tặng sinh nhật rồi vậy ha, tặng vào cái dịp gì đó cho trẻ nó vui cũng ok nha. Rồi ok, giá bán là 180k nha. Giá bán là 180k. Anh em nào có nhu cầu lấy thì cứ việc liên hệ với em. Chiếc xe tàu điện ngầm này thì nó sản xuất tại China nha anh em, Tommy. Rồi ok nha anh em ha, 180. Tiếp theo có hai con thú này nhìn rất là dễ thương nha. Nó một con đó là một con cù nó nằm nè, với lại một con nó ngồi. Hai con này em bán cho anh em chỉ có 50 thôi.
để tủ để bàn này trưng bày tủ kiếm nó nhìn rất là, đẹp nha ha. Con này con sóc nè, ha, con này con cừu nè. Đó, này sóc này cừu hai con nha. Đó, chất liệu là gốm hết, nha. Em bán cho anh em 50k thôi, hai con rất là đẹp nha. Rồi anh em lấy thì liên hệ với em hai con thú nha, 50k. Rồi tiếp theo thì em bán cho anh em mã đồng hồ nha. Đồng hồ mã 1 này em bán cho anh em giá là 130, em có hai mẫu, một mẫu là tâm mì, một mẫu là ruby. Tâm mì á là dành cho bé trai nha, 130k một chiếc thôi, đồng hồ báo thức kim trôi, không có ảnh hưởng giấc ngủ gì hết nha anh em. Đồng hồ này sản xuất tại China, xuất thị trường Nhật nha. Giá bán bản là tới 2000 yên nè, đó. Rồi em bán đây với cái 130 bao xài cho anh em hoạt động tốt hết nha ha. Giờ giấc ok, chuẩn giờ, kim là kim trôi thì như vậy nè. Nó trôi như vậy nè, chứ nó không nhảy tật tật. Ban đêm bấm lên thì mình coi giờ ở đây được nè, hai con mắt này sáng lên màu xanh nè, rất là đẹp luôn nha. Rồi bé nào hai cái tay này di động được nè, đó. Rồi. Rồi còn cái này á chỉnh giờ hẹn giờ, còn này công tắc chỉnh giờ hẹn giờ, còn này là chỉnh giờ giấc nè, đó. Rồi. Ok, mở ngót này ra thì trong đây nó sẽ có hai viên pin. Đó, đồng hồ thì em bao chạy ok ngon lành hết nha. Anh em có nhu cầu lấy thì cứ việc liên hệ với em. Giá bán là 130.000 một chiếc nha. Đó. Mua cho con em nó đi học khỏi bị trễ giờ ha. Đó. Rồi. Rồi ok nha anh em ha. Con này là con mã đồng hồ số 1, giá bán 130. Cái này là mẫu bé trai nha. Mẫu bé trai là tâm mì. Còn mẫu bé gái nè là ruby nè. Ruby thì nó sẽ là màu hồng rồi ha. Mẫu bé gái là màu hồng. Nó cũng vậy luôn, hoạt động tốt hết, cũng có đèn ban đêm rồi gì ok, con lạnh hết hai con mắt với đèn bên trong. Đó, còn cái này là kim chơi cũng y gan, hoạt động tốt, ok, con lạnh ha, tay cũng cử động rồi gì bình thường hết. Đó, rồi chỉnh giờ báo thức, chỉnh giờ mình xem có công tắc ha. Trong này cũng sử dụng hai viên pin nhỏ y gan vậy đó. Mới hoàn toàn chưa sử dụng nha anh em ha, hoạt động tốt. Rồi mẫu đồng hồ này cũng vậy luôn nha, màu hồng cũng vậy mà màu xanh cũng vậy nha. Hai con này em đều bán đồng giá là 130.000 đồng một con nha. Mã đồng hồ này số 1 giùm em. Tiếp đến là tới mã đồng hồ số 2 em bán cho anh em giá là 300k nha. Mã đồng hồ số 2 thì em bán cho anh em giá là 300k. Cái chiếc đồng hồ này được sản xuất tại Đài Loan nha, xuất cho thị trường Nhật nè, rất là đẹp luôn. Đường kính này là 30 hay 33 gì đó, chắc 33 ha, lớn. Rồi số nè, số thì nằm trên mặt kính nha, kính nguyên gen hết, hoạt động đúng giờ chuẩn, cái viền inox nha, viền inox nó rất là đẹp luôn. Số gõ mặt màu hồng rất là sáng cho căn phòng của mình luôn nha. Đó, đặc biệt là phòng của mấy chị em phụ nữ hoặc là mấy đứa nhỏ đó, nữ thích màu hồng nha. Rồi made in Taiwan nè, chạy đúng giờ, hoạt động tốt ngon lành nha. Rồi đồng hồ em bao cho anh em sử dụng đúng giờ, giá bán là 300k, anh em chuyển khoản đủ là được bao ship ha. Rồi ok, tiếp theo thì tới cái tủ trang sức nha. Cái tủ trang sức này á thì nó có hộp nhạc bên trong luôn, hộp nhạc thì lên dây cót nha, hộp nhạc thì lên dây cót đó. Cái này thì nó không có chìa khóa, nó mất cái chìa khóa rồi. Đây trong này thì nó sẽ có là gồm có một cái miếng gương, cái này hộp nhạc lên dây cót đây đó, hộp nhạc của nó là hộp nhạc dây cót như thế này đây ha nè. Đó, Sankyo. Đó rồi ok, hộp nhạc bên đây, thì cái hộp đựng nữ trang hoặc là anh em có thể dắt đeo bông bông tai nhẫn gì lên trên đây nè. Đó rồi anh em là có nhu cầu lấy thì cứ việc liên hệ với em nha. Phía dưới này nó có thêm hai ngăn nữa, được trải bằng thảm màu đỏ hết nha, rất là đẹp luôn, sang trọng ha. Rồi anh em nào lấy thì liên hệ em. Chất liệu của cái hộp này là bằng gỗ hết nha, chất liệu của hộp là bằng gỗ, độ hoàn thiện đồ gì đẹp ok. Rồi giá bán là 600k nha anh em, mã là tủ trang sức giùm em nha. Rồi tiếp theo thì tới cái bộ kẹp này đi. Cái bộ kẹp này nhìn rất là đẹp, màu mè rất là đẹp luôn nè anh em ha. Đó rồi, kẹp này thì để kẹp phơi đồ, kẹp vớ, kẹp đồ khi mà mình phơi trên lầu hay sân thượng thì nó không có bị bay thôi, nó không bị gió thổi bay thôi ha. Rồi rất là đẹp luôn, anh em nào có nhu cầu sở hữu liên hệ em. Chất liệu gỗ nè, đó mấy cái nút này thì là bằng cái này chắc bằng thủy tinh quá. Rồi ok nha anh em. Rồi mã này là 369 cái kẹp, giá bán là 50k giùm em nha, anh em lấy liên hệ em.
Tiếp theo thì tới cái mã này, cái mã trưng bày nha. Cái mã trưng bày này nhìn rất là đẹp nha. Anh em nào ưng ý thì lấy, giá 400k cho 3 món ha. Rồi. Cái này cầm cũng rất là nặng tay nha. Nó nhỏ mà cầm nó nặng tay, nó đầm dữ lắm. Đây là mình có thể tách cho làm hai. Đó, mình tách cho làm hai ha. Đó. Trưng bày cái chữ của nó khắc chữ trên đây nè ha. Đó, ở đây thì chữ tượng hình phía sau lưng nè. Đó, cái chất liệu này chất liệu là bằng kim loại nha, chắc có thể là bằng đồng thau á. Rồi. Ok nha. Mấy cái hộp này lấp la lấp lánh ha. Rồi anh em nào mà có nhu cầu á thì cứ việc liên hệ với em nha. Một con ha. Thêm một cái con này nữa nha, cũng nặng luôn, cũng nặng luôn. Để trưng bày, để tủ đồ gì ok. Cái này anh em dắt tâm lên đây cũng được nè. Đó, cái này là cái thiết kế để cho mình dắt tâm ha. Còn cái này là cái đồ gạt tàn, cái đồ này là cái đồ gạt tàn thuốc nha, cái đồ này là đồ gạt tàn thuốc. Đó, hàng làm rất là đẹp ha, trưng bày đồ gì gạt tàn thuốc. À, mình rất là gọn, rất là lịch sự nha. Đó. Rồi, hình con nai nè. Nó chất liệu là gốm, còn hai cái miếng này của nó là chất liệu là bằng đồng thau ha. Rồi ok, anh chị em nào có nhu cầu lấy thì cứ việc liên hệ với em. 3 món 400k nha anh em. 3 món 400k. Giật hồi giật chân. Rồi trưng bày nha anh em, 400k ha. Anh em nào lấy thì cứ việc liên hệ với em nha. Mã trưng bày 400. Tiếp theo thì tới cái bàn massage nha. Cái bàn massage chân này em bán cho anh em giá là 300k, chất liệu là bằng gỗ nha, chất liệu là bằng gỗ. Ở đây nó sẽ có những cái nguyệt đạo nè, cao thấp tùy theo cái chỗ khu vực của cái bàn giò nó bố trí nè. Đó, ở đây là những cái nguyệt đạo này, mình mua cái này giá trị chỉ có 300k thôi. Anh em chuyển khoản cho em đủ là được bao ship nữa. Rồi mình mua cái này nó sẽ chỉ cho mình cái khu vực nào, cái chỗ nào là cái nguyệt đạo gì, nó có dịch ra đây, tác dụng gì đây hết ha. Đó là nó nguyệt đạo trên lòng bàn chân của mình, trên cái gan bàn chân của mình nó rất là nhiều nguyệt đạo nha anh em, nó rất là nhiều nguyệt đạo ha. Đó. Rồi ok, cái bàn này thì em bán cho anh em giá là 300k. Đó, cái này thì hàng cũ thì nó có sao em bán cho anh em y gan vậy thôi. Anh em nào ưng ý thì cứ việc lấy ha. Rồi em bán cho anh em là 300k nha, cái bàn massage chân ha, cái bàn massage chân. Đó. Rồi anh em lấy thì liên hệ giúp em nha. Rồi tiếp theo thì tới cái mã rổ nha, cái mã rổ. Cái mã rổ này thì nó gồm có gỗ với lại cái bình uống nước nè, bình uống nước này mình đẩy lại được nè. Đó, Tom and Jerry ha, Tom and Jerry, cái này là được sản xuất tại China nha, cái bình uống nước này là China nha. Đây mình có thể mở ra được ha, mình có thể mở ra được ha. Xuất thị trường Nhật nha anh em ha, hình con mèo đây ha, nhìn rất là đẹp. Rồi xong có muỗng nữa nè, có một cái muỗng này hút canh súp rồi gì nè, một cái muỗng inox, một cái nĩa ha, một cái ly ha, Pikachu đó, một cái ly Pikachu luôn. Rồi một cái ca mắt in Japan luôn nha, cái ca mắt in Japan luôn. Rồi chất liệu Mika Nhật ca mắt in Japan. Rồi ok, với lại một cái hộp nhựa này không biết công dụng của nó làm cái gì ha, cái hộp nhựa này cũng không biết công dụng nó làm cái gì. Khoan để em lấy ra cho anh em để xem nha. Đó, rồi một cái hộp đựng trong đây nữa nè. Này mình có thể mở ra được nữa nè. Đó, rồi ok nha. Với một cái hộp này ha, Made in Japan luôn nha nè ha. Cái này mình có thể đựng nước được nè. Cái này mình có thể đựng nước được nè. Gì vậy? Đựng nước được ha. Rồi mở cái này là để xả nước ra ha. Rồi ok nha anh em. Rồi thêm một cái gỗ nữa nè. Thêm một cái gỗ nữa ha. Thêm một cái gỗ nữa. Thêm một cái gỗ này ha. Gỗ này anh em muốn đựng gì đựng nha. Gỗ này anh em muốn đựng gì đựng ha. Em phải nhật hết. Đó, anh em muốn đựng cái gì đó anh em đựng nó là một cái dạng gỗ thôi ha. Rồi ok. Cái chiều ngang này nó khoảng 3 tấc nè, hai tấc mấy, 3 tấc ha, chiều dài này khoảng 4 tấc. Rồi, ok nha anh em. Nó cao có khoảng 2 tấc thôi ha, không tới. Rồi, ok ha. Rồi mã rổ này em bán cho anh em hết này là 150 nè. Đó, anh em nào lấy thì liên hệ em, mã rổ 150 nha, cái rổ á, 150. Cái bộ này là cái bộ viết chữ Uchida nè. Rồi, còn Uchida là cái gì thì anh em cứ việc nghiên cứu trên mạng nha. Ở trên mạng nó sẽ có, nó là phần mềm test gì đó, tuyển nhân sự gì đó. Rồi. Rồi cái này là cái bộ viết chữ Uchida ha.
đây có cái cây thước này nè, cây thước này hình vuông, hình tam giác, hình tròn, hình bầu dục gì đó, đủ thứ hết trơn. Rồi, ok, tiếp theo thì tới cái này em sẽ mở ra cho anh em xem nè, Uchida ha, còn nguyên hộp này hết nha, Uchida. Rồi ok, thước này thì nó bị ngã thôi, mình sắp lại thôi ha. Đó, Uchida. Rồi, phần này nè, phần cái bộ này là cái bộ sử dụng để mà viết chữ Uchida gì đó. À, anh em nghiên cứu thêm ha. Rồi, anh em có nhu cầu lấy thì cứ việc liên hệ với em. Rồi, số điện thoại của em là 0335172445 nha. Mấy cái này là mấy cái bộ của nó để nó viết chữ nè. Đó. Rồi, anh em nào có nhu cầu lấy thì ngâm cứu thì cứ việc liên hệ với em nha. Một cây này nữa, cây này nằm đây. Đầu này nằm đây ha. Cái này cái đồ chuốt hay gì nè, chuốt mũi nè. Cái này trên này là chắc là bình mực nè, bình mực này không biết sử dụng được không nữa. Bình mực này 9ml sản xuất tại Germany, made in Germany ha, của Đức. Cái hộp này hình như có Japan luôn á, có Japan luôn á ha. Rồi cái bộ này. Nó Uchida. Đó. Rồi nó thì thêm dịch đó thì để là cái bộ viết viết chữ Uchida. Rồi ok nha, anh em nào mà có nhu cầu lấy thì cứ việc liên hệ với em. Bộ này thì em bán cho anh em chỉ có 300 nghìn thôi. Nếu như mà đúng công chuyện của anh em mua bộ này thì khẩm tiền á. Rồi ok nha, 300 nghìn, anh em có nhu cầu sở hữu, sưu tầm hoặc là mình đang có nhu cầu sử dụng thì cứ việc liên hệ với em. Đó, bộ này thì khá phổ biến trên nước ngoài, nhưng mà Việt Nam mình thì không biết phổ biến không. Nhưng mà bộ viết chữ đó, Uchida. Rồi em bán 300k nha. Rồi tiếp theo thì tới cái máy tính bỏ túi nè, bỏ túi, bỏ ví, bỏ bóp rồi gì nè, ok thoải mái nè. Nhỏ gọn ha, nhỏ gọn. Nè, online nè, số nè. Đó, số đầy đủ hết ha, không có bị đứt ha. Rồi ok, kiểm tra máy tính nè, đó. Đó, ha. Làm thêm cái nữa nè. Online. Đó, ha. Ok, máy tính hoạt động ok, ngon lành hết, thương hiệu Sharp nha, thương hiệu Sharp. Con này thì được sản xuất tại Made in China nha anh em, xuất thị trường Nhật. Sử dụng pin là 1V rưỡi, sử dụng pin là 1V rưỡi, pin còn ok luôn, chạy ngon lành ha. Rồi anh em nào lấy thì cứ việc liên hệ với em nha. Máy tính bỏ túi rất là gọn trong lòng bàn tay, 90k thôi nha anh em, 90k thôi. Rồi ok, tiếp theo thì tới cái đèn pin. Cái đèn pin này thì cái đầu này mình bẻ thoải mái nha, mình dựng đứng nó lên cũng được nha. Rồi mình bẻ nó cong qua trái cũng được, mình bẻ nó cong qua phải cũng được nha. Ở đây thì cái công tắc nó nằm ở trên đây, on off mình cứ xây thôi, xây tới xây lui cũng vậy. Bỏ một lần thì nó có cái khớp nó kêu tập vậy thôi. Nói chung là đèn là sáng nha, nói chung là đèn sáng. Bên là bên National, giá bán là 350, giá bán là 350 ha. Đó. Rồi cái thương hiệu nó là National nha. Cái nắp này ở đây, cái này thì mình có thể kẹp nha. Đó. Cái này là cái thằng chuẩn của Nhật nè. Còn cái này là Made in Japan nha, Made in Japan đóng đầy. Đó, in Japan đóng đầy. Rồi ok, cái này mình muốn mở ra ha, là mình sẽ gạt cái này qua đây là mình mở cái này ra. Trong này nó sẽ có 4 viên pin, mà 4 viên pin này không phải là 4 viên pin thường nha anh em. 4 viên pin này là 4 viên pin Energer, 4 viên pin này á là nó sạc lại được nha, dung lượng của nó là 2000. Dung lượng của nó là 2000 mAh nè ha. 4 viên pin Energer nha. Rồi, pin sạc. Anh em nào có nhu cầu lấy cái đèn pin này cứ việc liên hệ với em. Mình không sử dụng cái đèn pin này cho cái 4 viên pin này, thường lấy 4 viên pin thường gắn vô đây. Mình lấy 4 viên pin sạc này ra, mình gắn karaoke rồi gì cũng được thoải mái luôn nha. Đó. Rồi, pin này cầm tốt, hoạt động ok, là em đã test rồi ha, sạc rồi gì bình thường hết. Giá bán là 350, em bao cầm bao xài nha, có đèn luôn ha. Rồi, mã đèn pin thì em 350. Tiếp theo thì tới cái mã lắp ráp đồ chơi nè. Cái mã lắp ráp đồ chơi này á, là lắp ráp ra nó sẽ ra những cái hình thù như thế này ha. Đó, cái này là mô hình. Rồi, anh em nào có mấy đứa nhỏ mà nó đam mê cái này thì mình mua cho nó chơi nha. Giá chỉ có 100k thôi, 3 bộ lắp ráp nha, 3 bộ lắp ráp 100k. Rồi, tiếp theo thì tới mã lock ly nha, mã lock ly. Cái mã lock ly thì mình phải giới thiệu là mấy cái lock ly trước nha. Đây nó sẽ có cái tờ giấy này, chắc có bài thơ hay gì đó. Đây. Hình con hạt nha. Đó. Rồi ok, thì tổng cộng ở đây nó sẽ có 5 cái lock ly.
5 cái lót ly nha, còn mới nguyên trong này nè anh em, hàng demo rồi gì trưng bày thì cũng đẹp lắm nha. Rồi ok ha, nguyên mới nguyên trong hộp. Tiếp theo thì tới cái này là lót lót đế nồi chảo cũng được nha, nó là bằng gỗ luôn, nó là bằng gỗ luôn ha. Đó, mình để nồi chảo ở đây, nó sẽ không có bằng đâu, nó hẫm xuống, cái kiểu nó hẫm xuống. Em thì ở đây em bán em nói rất là rõ, nói chung là anh em chỉ nhìn qua hình ảnh không có cầm lên được, thì em cũng nói cho nó rõ, phân tích cho nó rõ để cho anh em biết hai cái mặt này nó làm hẫm, thích hợp cho cái chảo cái dĩa rồi gì nó lọt vô đây thì nó nằm trong đây gọn, cái đồ nóng nó mình bỏ ở đây ha, nó không có hư mặt bàn mình hay là gì đó. Rồi ok nha. Đó. Rồi tiếp theo thì tới cái này là cái hộp đựng giấy á, cái hộp đựng giấy này sản xuất tại China nha, hộp này hộp nhựa. Thì anh em cứ việc bỏ giấy vô đây thôi. Rồi nãy ra đây, ai sử dụng thì mình nắm trên đây mình lôi ra mình xài thôi. Đó ha, bóp lại ha. Rồi ok, mã này mã lót ly 150 giùm em nha. Tiếp theo thì tới cái mã này là cái mã cắt băng keo nè. Cái mã cắt băng keo. Đây này nó có cái cây này nó xây gì em cũng không rõ nữa. Dây kéo dây qua đây hay gì nè. Cái này cái bộ này xài thì không có cái này nha. Cái này không có chỗ để em để vô đây thôi. Này giả hội. Rồi, cắt băng keo này em bán 380 nha. Đó, là cái này là cắt dây nè, cái tay này cắt dây nè, là cái cọng dây mình kéo mình lọn đây hay gì nè, mình kéo mình đem qua đây mình cắt bên đây được. Đây nó sẽ có cái lưỡi dao để mình cắt, bỏ vô đây mình kéo vô đây là sẽ đứt. Rồi, còn cái này á là cắt băng keo bản thứ này, bản này chắc có khoảng 2 phân. Đó, thì ở đây nó có hai cồn này độc lập với nhau nè. Ở đây em gắn thử cái cồn băng keo giấy này vô cắt cho anh em xem á. Là nó sẽ là như vậy ha. À, mình cắt thì mình đè xuống gì thì nó sẽ đứt thôi. Đó. Đó ha. Rất là ngọt, ok luôn, và cái phần găng cắt này nó rất là mịn ha, nhìn cũng rất là lịch sự. Rồi ok nha, bên này ngoài này thì cái băng keo cũng vậy luôn, nó cũng như vậy đó. Thì băng keo lớn hơn chắc 2 phân rưỡi. Rồi ok nha, anh em nào có nhu cầu lấy thì cứ việc liên hệ với em. Cái bộ này nó nặng dữ lắm nha anh em, bộ này nó nặng ha. Đó, sử dụng thì liên hệ em, mã cắt băng keo giùm em 380 nha. Rồi tiếp đến thì tới cái sợi dây này nè, cái sợi dây này thì nó hơi gối nha. Đó là cái sợi dây mã trái châu nha, 100k. Mã trái châu 100k thì nó sẽ như vậy nè. Đó, dây này thì nó hơi lòng thòng, nó hơi gối. Thì này giờ anh em gỡ ra nha. Đó, đây nó sẽ có dây nhỏ dây lớn nè, dây nhỏ dây lớn để mình đeo trong những cái bộ đầm, mấy cái bộ dạ tiệc rồi vậy á. Nhưng mà cái cọng dây này thì nó đẹp nha. Nhưng có cái là nó dễ gối quá, nó dễ gối là do nó lòng thòng, nó dễ gối thôi. Ờ như ra nè, nè ra nè, đúng rồi. Rồi, hết rồi đó. Hết gối đó, nè. Đó là hình thức nó gì nè. Đó, đẹp nha. Châu lớn có nè, châu nhỏ có nè, rồi dây cái đầu xen kẽ nhau là trái châu nhỏ nè. Nhìn cực kỳ đẹp luôn ha. Hồi chưa ngồi cố tình gỡ nó mà gỡ cả buổi không được. Bây giờ nó ra luôn nè, đó. Ok nha, dài chắc có khoảng 3 tấc á, 3 tấc mấy á ha. Rồi anh em nào lấy thì cứ việc liên hệ với em, lấy cái bọc bỏ vô em. Trái châu nha, mã trái châu giùm em 100k nha. Rồi tiếp theo thì tới cái này là khăn quàng cổ nè. Rồi tiếp theo là tới khăn cổ nha anh em. Cái khăn cổ là nó là cái hình thức nó là như gì nè, em sẽ lấy ra một cái cho anh em xem. Cái này là nguyên một tép mới luôn nha, em lấy ra cho anh em xem mẫu tép mới này, không biết nó gấp ra gì, không biết nó còn đủ không. 2 3 4 5 6 7 8 9 10, vậy là tép này còn đủ 10 cái nè. Thì cái cọng dây quàng cổ này anh em thấy người ta đứng chụp hình đồ đó, người ta hay quàng cái khăn cổ này lên trên cái cần cổ nè, nhìn nó rất là đẹp nha. Đó, nhìn nó rất là đẹp. Cái bề bản này thì tầm có khoảng 5-6 phân vậy đó. Rồi
dài thì tầm có khoảng 1 mét nè, dài tầm khoảng 1 mét á. Thì cái này quấn lên cổ á, quấn lên cổ mục đích là để trang trí cho nó đẹp ha. Rồi trang trí cho nó đẹp nè, kiểu hoặc là nếu như mà ở khu vực của mình lạnh á thì mình có thể giữ ấm được luôn ha. Nó cũng che được phần nào. Đó, rồi nó cũng mỏng thôi chứ nó cũng không có dày nha. Cái này kiểu cọ thôi ha. Rồi ok. Thì nó sẽ có kiểu này, kiểu này. Một bọc về chắc đủ 10 cái đó. Rồi, cái này hình con tôm nè. Đó, rồi. Rồi còn cái này là hình trái đào hay gì nè, đó. Rồi. Bọc gì là chắc 10 cái này dài hơn nè, cái hình thức là anh em thấy sẽ dài hơn liền. Cái này trái bơ nè, đó. Rồi. Ok nha. Cái này cũng vậy tương tự ha. Bọc này chắc cũng 10 cái, em đếm thử. Ở khăn cổ này anh em nào lấy thì cái việc liên hệ với em mới 100% nha. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 cái đúng rồi. Vậy là mỗi một bọc vậy là 10 cái đó anh em ha, 10 cái. Rồi, có cái này thì để là Made in China nè, sản xuất tại China nè. Rồi ok nha. Thì mã khăn cổ này em bán cho anh em giá là 200k. Mã khăn cổ này em bán cho anh em giá là 200k, coi như là 10 20 30 40 cái luôn. Đó, chỉ có 200k thôi. Anh em nào lấy thì liên hệ em. Rồi, cái này là cái đệm cao su nè, cái đệm cao su này để cho con chó con mèo nó ngủ nè. Đó. Cái miếng lót cao su để cho con chó con mèo nó vô đây nó nằm nó ngủ trong đây ha. Rồi còn anh em muốn để thêm khăn giữ ấm là gì đó thì cứ việc để cái khăn vô trong bốn cái góc này nè, nó có cái lỗ. Rồi anh em nhét cái khăn xuống đây, lấy ngón tay nhét xuống gì thì nó dở lên thì nó chịu cái khăn vô đây lại rồi ha. Rồi để cho con chó con mèo gì nó nằm có khu vực nó ngủ nha. Cái này chữ nhật đóng trên đây luôn ha. Rồi anh em nào có nhu cầu lấy thì cứ việc liên hệ với em nha. Đó. Có kích thước không? 45cm nhân cho 34cm nha. Mã này mã đệm con chó, mã đệm để con chó ngủ á, đệm chó 100k nha anh em, đệm chó 100k. Rồi tiếp theo thì tới ổ khóa nè, cái này là thật sự cần thiết nè. Ví dụ như xe đạp điện này gì đó, con em mình đi học á, cái này thì chỉ làm chậm quá trình cho mấy thằng ăn trộm xe nó làm lâu thêm chút thôi. Đó, thì ở đây ổ khóa này 4 số luôn. Dây này là dây cáp nha, dây cáp mà nó có bọc cái lớp cao su ngoài để chống bị mưa đồ gì nó sét ha. Rồi mã của nó là đây, mã của nó trong đây ha. Rồi mã của nó trong đây, anh em mua thì nó có cộng mã số hôm nay, em mở ra thử rồi ok đúng nha. Rồi giá bán là 150 nha anh em, khóa bánh khóa đồ rồi lại ha. Cho làm chậm quá trình lấy thôi chứ thật sự nó muốn lấy thì cũng rất là nó khó đồ chân à. Rồi nó cắt ngang hay là gì đó, cái đó là tùy. Nên mình làm chậm lại thôi. Ổ khóa mã 1 nha, 150 nè. Để bảo quản một chiếc xe thì 150 thì nó cũng không có tới đâu nha anh em ha. Và cái này thì nó ngon hơn nè, khóa được cả cái bánh xe vô nè. Cái này xe Honda khóa cũng được luôn nha. Mình thấy mình khóa cái này, cái bánh xe này vô trong cái phuộc hay là cái gì đó, cái gấp gì đó, đó. Thấy cái chìa khóa này tưởng nó thọt vô gì dặn dễ dàng nha, không phải nha anh em. Ở đây nó có bi nè, bi thì nó sẽ có viên cao, viên thấp, viên cạn, gì tủ thứ hết trơn á. Đúng của nó thì nó mới cho dặn qua ha. Rồi thấy cái chìa khóa đơn giản vậy đó, chứ nó khó lắm chứ nó không có dễ nha. Ví dụ như ở đây là nó có 6-7 cái viên bi gì đó, mình phải đúng cái khớp của nó nữa là mình mới dặn qua được, chứ không phải thấy vậy là dễ dàng đâu. Rồi có thương hiệu gì đầy đủ nha. Rồi giá bán là 300k ổ khóa mã 2 nha. Đó, ổ khóa mã 2. Rồi anh em nào lấy thì cứ việc liên hệ với em nha. Khóa lại. Đó, ngon lành luôn. Rồi tiếp theo thì tới cái máy hút bụi nè. Máy hút bụi này thì em chưa thử chưa gì được hết luôn. Quá về khui ga thì cái này thương hiệu là Nati ha. Nati. Rồi mở ra cái con này sản xuất tại Hồng Kông nè, xuất thị trường Nhật nha, 30W. Con này thì nó sử dụng là 8V, cái này 8V. Rồi cái này muốn xài thì mình sử dụng mình đóng 12V chạy bình thường nha anh em. Mình đóng pin 12V vô đây ha. Cái học này là như cũ nó là nó có chứa cái bình ắc quy tiếp xúc vô đây nè, mà bây giờ nó về không có cái bình ắc quy thì giờ mình đóng pin vô đây mình xài cũng được nha. Anh em muốn đóng pin thì liên hệ em sẽ dọn cho anh em đóng pin rồi vậy luôn, dọn vệ sinh rồi gì lại cho anh em xài luôn nha. Đây nó có cái chổi quét nè, đó chạy là nó quét cái chổi này rồi nó hút bụi vô luôn. Trong cái hộp này thì nó sẽ có cái túi đựng bụi đây đầy thì anh em đi đổ thôi. Đó,
Rồi ok nha, anh em nào lấy thì cứ việc liên hệ trực tiếp với em nha. Mua thân máy không như vậy á, em chưa thử gì hết nha, bán cho anh em 250. Còn anh em muốn đóng pin sạc đầy đủ thì cứ việc liên hệ em. Rồi ok nha anh em. Tiếp theo thì tới con trâu nè. Cái con trâu này á là nó chở hai cái túi này túi tiền với túi vàng nha, hai túi này túi tiền với túi vàng nha. Dây đai rồi vậy ha, cho nó cộ ha, cộ tiền với vàng hai túi này đủ rồi ha anh em. Đó. Rồi cái đầu của nó thì lắc lư nha. Cái này á thì là nó vận chuyển nó bị cấn nè, nó cấn, đúng ra thì nó liền màu gì nhưng mà nó bị cấn nè. Cấn cho cái mỏ một cái nè, cấn cho cái đít một cái nè, cấn với cái giò một cái nè. Chỉ cấn cái lớp bề ngoài thôi ha, cấn lớp sơn này thôi, chưa có hư nha. Chưa có bị lủng vô trong ha, nhìn rất là đẹp ha. Rồi con trâu này cũng thuộc dạng to to đó ha. Rồi giá bán là 150 cho anh em có nhu cầu nha, anh em nhu cầu liên hệ em. 150. Tiếp theo thì cái niệm thú nè. Cái nãy là cái niệm chó, còn cái này là cái niệm thú. Cái niệm để con thú nằm, con mèo con chó gì đó nhỏ nhỏ kiển vậy đó, mình trải ra mình cũng nằm niệm, nó cũng nằm niệm nha. Đó, một cái ship lại niệm gấp nè, niệm gấp 3 này nè, gấp tới 4 lần. Đó, cái này có dây đai luôn nha. Đó, còn mới không à. Đó, Disney gì đó. Rồi, hai cái nè. Cái niệm thú này thì 90 ngàn, gồm có 3 cái ship đôi nè. Rồi, với một cái tròn này nữa nha. Đó, rồi, ok. Đó, anh em nào có nhu cầu lấy thì cứ việc liên hệ với em. Mã này thì búp bê bằng gỗ nha, búp bê bằng gỗ này là 150 nha anh em, búp bê bằng gỗ này là 150 nha. Đẹp ha. Đó, làm rất là sắc sảo, búp bê nữ 150 nha. Rồi anh em nào thích sưu tầm thì cứ việc liên hệ, anh chị em nào thích sưu tầm cứ việc liên hệ nha. Rất là đẹp nha. Đó, 150. Búp bê gỗ. Tiếp theo thì tới cái này là cái mã ống heo nè. Ống heo này 50k thôi. Ống heo này là cái bỏ tiết kiệm nè, bỏ đồng xu đồng tiền vô đây nè. Chỗ này 1 yên, 50 yên, 5 yên, 100 yên gì đó. Ngay chân cái chỗ này thì nó không cho mình mở ra lấy tiền nha. Thấy cái chỗ này là cái này là hàng sản xuất tại China nha. Chỗ này là mình chỉ bỏ vô thôi. Còn mình muốn lấy tiền á thì mình dặn nó ngay cái chỗ nào thì mình lấy chỗ đó. Ví dụ như đây là mình lấy mình dặn cái đích á, mình dặn cái đích đây nè, mình dặn ngay chân 100 yên á thì mình lấy 100 yên ra. Còn đây mình dặn 5 yên thì mình lấy 5 yên thôi. Nó có cái cửa ha. Đây 50 yên lấy 50 yên, đó là vậy đó. Còn cái chỗ này mình dặn qua đây là để mình bỏ đồng tiền vô nè, cái ngăn cái khớp nào mình muốn bỏ chỗ nào đó mình để ha. Rồi ok nha anh em. Anh em nào có nhu cầu lấy thì có việc liên hệ với em nha. Đó, cái này là cái ống heo mà mình kêu đây là ống heo thôi chứ nó là cái hũ đựng tiết kiệm tiền của nó đó. Xài tiết kiệm á. Rồi, 50k. Tiếp theo thì tới mã dĩa nè, dĩa này là dĩa đi picnic đi chơi nè. Mình ăn xong rồi mình bỏ luôn được nè. À, dĩa mới trong bọc nha. Đó, dĩa mới trong bọc chưa sử dụng gì trơn á. Dày dặn chắc chắn nha. Đó, nó dày hơn mấy dĩa mũ của mình ở đây mình ăn một lần bỏ nha, nó dày nó cứng hơn. Vậy nó cứng hơn ha, đựng thoải mái. Một bộ vậy là 20 cái, còn mới chưa xài luôn. Giá bán là 60k nha. Lớn. Một gang tay không hết nè, cái này khoảng 40 nè, đó. Rồi 60k nha anh em, 20 cái. Tiếp theo thì tới cái tai nghe Sony nè, cái này là đỉnh một thời luôn nha anh em. Cái này là đỉnh một thời luôn. Cái con này á là nó thương hiệu là Sony nha. Pin thì cầm ok ngon lành. Nếu như mà anh em nghe liên tục á, cục pin trên đây á, anh em nghe liên tục thì tầm cỡ khoảng 2 giờ, 2 tiếng hồ. Đó, anh em nghe mà nếu như mà nghe xen kẽ thì anh em để cái này vô thì cái đốc mình sẽ sạc vô trong cục pin này. Đó, tai nghe mà đốc thì lúc nào nó cũng vậy nha. Anh em sẽ hết pin anh em dắt vô đây thì nó sẽ sạc vô ha. Rồi, pin này cũng còn cầm luôn. Ok hết ha. Rồi, sạc ok, kết nối rồi tất cả các kiểu đàm thoại rồi gì ngon lành hết. Con này đỉnh để một thời bán chắc 4-5 triệu, 5-6 triệu gì đó. Rồi con này thì giờ hiện tại là hoạt động còn ok, em xác nhận cho anh em là pin nghe liên tục, hai tay này liên tục là được 2 tiếng. Còn anh em muốn sạc vô lại thì anh em nghe xen kẽ thì nó sẽ kéo dài cho anh em ha. Rồi ok, cái con này thì thông số pin là pin lithium nha, sản xuất thì tại là Malaysia nha. Đó, sản xuất thì tại Malaysia nè. Cái thông số nó ở trên đây nè, trên cái thanh này. Đó.
Rồi ok, còn hoạt động tốt hết, tai nghe thì còn ok, ngon lành hết cả hai bên, lép gai rồi gì đầy đủ ha, nhận sạc rồi gì ok, kết nối ngon lành ha, đàm thoại luôn ok. À, cái sạc này là sạc chân của nó là Type-C nha, chân của nó là Type-C, giá bán là 600k, anh em nào có nhu cầu lấy thì liên hệ em, thương hiệu Sony chất âm là tốt nha, chất âm là nghe là hay ha. Rồi tiếp theo thì tới cái dòi sen nè, cái dòi sen này em bán cho anh em giá là 400k nha. Dòi sen này 400k ha, cái dòi sen này thì nó có cái lọc chỗ lọc nước phía dưới chân dòi nè, này mới chữa khui luôn nè, bây giờ khui ra cho anh em xem nè. Đó. Cái này nó có tắt nước tại dòi luôn nha, cái này nó có tắt nước tại dòi luôn. Đây nhìn rất là đẹp sang trọng nha, cho nên nó có thêm một cái phần lọc nước trên đây nữa, rồi lọc nước dưới dòi này có luôn ha. Rồi dặn vô trong cái dòi nước của anh em nhà đó, mình xài cái này cảm thấy dơ thì mình đổi ha. Mình ở đây dòi nước của mình là không có lọc luôn, chơi thẳng luôn. Rồi của Nhật cái sản xuất thì có nha. Rồi thì anh em xài có nhu cầu thì cứ việc lấy ha. Rồi một cái bông tắm nữa nè, lọc nước nè, cái này cái túi đựng ha. Rồi ok nè, mã này là mã dòi sen 400k nha anh em, mã dòi sen 400k giùm em. Tiếp theo thì tới cái cuốn sổ tay nè, cái cuốn sổ tay này thì anh em có thể ghi thiệp lời mời hay là sinh nhật của ai đó hay là cái gì đó đó, ở bên Nhật mà họ phát triển họ vẫn còn sử dụng viết tay là gì bình thường nha, có những thứ không có thể thay thế bằng công nghệ nha anh em ha. Cái cuốn sổ này nhìn rất là đẹp luôn nè ha, trên này là nó bọc vải thì đẹp lắm. Sổ tay này chỉ có 100k thôi đó, anh em nào lấy thì liên hệ với em ha. Đó, số phone hay là nó số phone tên nè, nó rồi ok, số điện thoại gì đó. Rồi anh em nào lấy sổ này liên hệ em, sổ tay 100k nha. Cái kẹp điện thoại nè, cái kẹp điện thoại anh em muốn bẻ kiểu nào anh em bẻ, chỉ có 130k thôi ha. Đó, hàng bãi Nhật nha, hàng bãi Nhật, nó về trong một cái lô đồ bãi Nhật, nó đủ thứ hết trơn á, anh em muốn bẻ sao bẻ hả, bẻ công cỡ nào bẻ nha. Đó, cái này thì cái kẹp điện thoại nè, còn cái kia là cái kẹp cố định vậy thôi, đó nó vậy đó ha. Rồi ok, chỉ có 130k thôi ha. Cái này thì là đồ bé gái nè, này có đôi vớ luôn nha, đồ bé gái nha. Này cái quần, cái này là cái chiếc quần, còn cái này cái đầm nè, đồ còn mới lắm nha, mới chát luôn, móc treo nó. Cái hình bé gái này mặt sau thì nó y chang vậy đó. À, cái này bữa hôm trước có cái này đủ không trời, rồi vậy nó rớt ra hết cái à. Là cái này nó rớt hết một cái giới tay, rớt hết cái giới tay, nó còn cái giới tay à, bữa hôm trước thấy nó rớt ra mà không biết bỏ vô đâu bán gì. Rồi nó rớt hết cái giới tay nha, cái bộ đồ này nó rớt hết cái giới tay. Rồi ok nè, một món không phải nè. Rồi cái bộ đồ này thì màu hồng nè, bộ đồ này thì màu hồng cũng vậy luôn đó, này còn nguyên trong bọc nè, còn nguyên trong bọc đó. Bộ đồ này nó hơi dính dơ nè, hơi dính dơ. Rồi nè, mặc vô thì bé gái nó sẽ là như gì nè đó, ok cho anh em. Rồi giá bán là 200k nha, giá bán là 200k. Là bộ đồ này nó hơi dính dơ thôi, em bán cho anh em 150 thôi, em sẽ bán cho anh em là bộ này là 150. Cái bộ màu hồng này không thấy nó dính dơ đây, về anh em giặt tẩy ra nha. Rồi 150 nha, cái bộ này thì nó chưa có xài, nó còn trong bọc luôn ha. Rồi 150 ok. Tiếp theo thì tới máy xay sinh tố đây, có cái máy xay sinh tố Yoshi con voi nè, lưỡi là lưỡi titan luôn nha, lưỡi titan luôn, 550 luôn nha, anh em nào nhanh tay ha, cứ nhu cầu thì cứ liên hệ em. Yoshi nè, điện 100W công tắc đây ha. Rồi lúc này nhắn thì giữ nha, ok, điện 100W, 110, 115W gì được hết ha, hoạt động tốt ok luôn là ha. Dung tích chớ là 750, tốc độ này tốc độ chậm nha, cái này nhắn giữ ha, tốc độ chậm này. Rồi anh em dùng thì cứ việc liên hệ với em nha, giá bán là 550, sinh tố Yoshi điện 100W nha, con này được sản xuất tại China nha anh em. Dung tích chứa của cối là 750ml, công suất là 230W. Tiếp theo tới bàn ủi nha. Bàn ủi này em bán cho anh em giá là 300k nha. Bàn ủi này thì 300k. Bàn ủi này thương hiệu Toshiba. Con này là sản xuất nội địa Nhật nha, không bể không gì hết trơn. Chống dính còn rất là đẹp luôn, chống dính còn rất là đẹp. Toshiba nè, sản xuất nội địa, sản xuất năm 1991, 100W, 110W gì được hết nha, 1200W.
bằng ủi không dây thì anh em có thể kéo dây ra đây, sử dụng xong thì mình rút dây vô nó rất là gọn nha. Đó đó thì đây nó sẽ báo đèn đây, rồi bật lên nó sẽ báo đèn, đây là nó nóng nè, đây là báo nguồn, còn này là hoạt động ha. Nó có bốn nấc nha, bốn nấc chỉnh nhiệt độ, nóng nhiều nóng ít gì đó. Còn anh em sử dụng nước thì bật cái nắp này xuống đây, đổ nước vô trong này ha, xài xong nhớ đổ nước ra ha anh em. Nó rất là nhanh nóng nha anh em, và ủi rất là tiện lợi, không có bị dướng díu dây cộ gì hết trơn á. Rồi anh em nào có nhu cầu lấy thì cứ việc liên hệ với em. Giá bán chiếc bằng ủi này là 300k nha ha, những khoản đủ là em bao ship. Tiếp theo thì tới cái cối xay thịt nha. Cối xay thịt này thì lưỡi là lưỡi titan luôn, mới hoàn toàn chưa sử dụng nha. Nè, lưỡi là mới hoàn toàn chưa thấy dấu hiệu sử dụng gì trơn á, còn bán cực kỳ luôn nha, không có bị mẻ gì trơn á, mà lưỡi là lưỡi titan luôn. Cối này thương hiệu là Tetcom, cối này được sản xuất tại China nha, xuất cho thị trường Nhật, trước kia là nó sản xuất tại Nhật luôn. Hoạt động tốt nha anh em. Xay thoải mái luôn nha anh em ha, cối mới cực kỳ luôn ha. Cối này mới trên 90% luôn nha anh em, sản xuất tại China nè, 170W ha, Tetcom, điện 110W được hết ha. Rồi ok, tiếp theo thì tới cái chiếc máy lọc nước. Cái máy lọc nước này á thì em bao điện, bao cho anh em hoạt động tốt hết. Cái này nó có dòi nha, nó có dòi thì ok hết nha. Đó, cắm điện, báo điện rồi gì ngon lành hết, mình chỉnh tất cả các chế độ rồi gì được hết nha anh em ha. Rồi, anh em nào mà có nhu cầu á thì cứ việc liên hệ trực tiếp nha. Bây giờ mình chưa cắm nước vô ha. Mình chưa cắm nước vô nè. Thì nó sẽ có những cái chế độ nước pH nè, rồi nó sủi hydro vô trong nước luôn nha. Rồi, cái này mình có thể lấy được nước pH nè, nấu pha cà phê, nấu cơm, uống thuốc rồi gì các kiểu nha, rồi nước uống. Rồi, hoặc là nước axit để mình rửa tẩy trang rồi gì đó, bảo vệ cho mặt ha, tẩy tế bào chết rồi gì ha. Rồi, nói chung á là máy lọc nước này em sẽ bán cho anh em là giá thợ. Đó, anh em về anh em lắp ráp ha. Giá này em bán cho anh em giá là 3 triệu, máy lọc nước 3 triệu. Thương hiệu là Nationo, mã của nó là BGA35. Tất cả này là hàng đấu giá cho nên là hàng rất là đẹp nha anh em, hàng rất là đẹp. Đó, bao cho anh em sử dụng ha. Rồi, anh em nào có nhu cầu lấy thì cứ việc liên hệ với em nha. Mã máy lọc nước nha, giá bán là 3 triệu nha anh em ha. Tiếp theo thì đó cái bàn xếp nè, bàn xếp này em bán cho anh em giá là 150 nha. Cái bàn xếp này thì anh em để là mình ăn uống ăn sáng rồi gì cũng được, mình ngồi dưới đất thì mình lấy cái bàn này cho nó nhỏ gọn nha. Rồi, bàn xếp này mình xài thì mình gài nó vô đây, còn không xài mình xếp nó lại rất là gọn. Rồi, anh em lấy liên hệ em. Mặt bàn này tầm có khoảng 20 mấy 30 cm đó. Rồi, giá bán là 150. Tiếp theo thì tới túi xếp nha, mã túi xếp này là mình đựng đồ rất là gọn nè. Đựng đồ, đựng đạc, khăn rồi gì các kiểu nha, 150. 150 mình bật ra. Rồi trong này nó có cái miếng mình bật ra để gì mình đựng ha. Rồi mình đựng đồ đạc các kiểu nha. Đó. Rồi không xài thì mình xếp lại nha. Túi là nguyên không gách không gì hết nha. Đó, ở đây thì em có hai cái nè. Hai cái này thì em bán cho anh em giá là 150, anh em nào xài cứ việc liên hệ với em nha. Đó, đựng đồ đạc vô đây ha. Khăn gói rồi gì đó, đó. Còn mình để trên xe rồi gì được, xe tải gì cũng được ha. Rồi còn cái này là áo nè, áo thun mới chưa có sử dụng nè, áo thun mới sử dụng ha. Chất liệu rất là ok, ngon lành luôn ha. Áo thun mới chưa có sử dụng. Rồi áo này á là em bán cho anh em giá 150 hai cái. Áo size M nha. Nó là 165 175 86 tới 96 cm ha. Rồi áo thun tay dài nha anh em ha, áo thun tay dài như hình nè. Rồi chưa xài luôn, còn mới chát à. Anh em lấy liên hệ em 150. Rồi tiếp theo thì tới cái chảy bàn, đúng rồi. Chảy bàn hết cái này luôn. Rồi cái này là chảy bàn nè. Chảy bàn này thì em bán cho anh em 200, có cái là nguyên trong hộp rồi nha. Cái nguyên trong hộp này thì nó gồm có một cái màu tím này nè, nó bung ra nó cũng bự lắm. Đó, bung ra nó cũng bự lắm. Rồi ha, một cái màu đỏ này không có bung nha, cái màu đỏ này nó chỉ vuông vậy thôi. Tiếp theo cái màu xanh trong đây cũng vậy luôn, bung ra nó bự chà bá luôn nè. Đó. Giải chảy bàn này đẹp lắm anh em ha. Rồi cái này là còn nguyên trong hộp nha, cái này còn nguyên trong hộp là cái trong hộp ha. Rồi tiếp theo cái này á thì nó cái phải kéo lên mà. Cái này là cái miếng này để mình trải lên trên bàn, trên tủ hay trên kệ gì đó để chống trượt. Mình để đồ nó không có bị trượt nha. Đó. Không trượt, không chạy, không chạy gì đó. Nó 60 nha, chiều dài này 60, chiều ngang này 40. Có cái thước mà nó thoải mái nhất à. Rồi ok nha, tiếp theo tới cái miếng trải bàn này cũng vậy luôn ha. Rồi Disney nè, nó cũng bự luôn. Đó, cái này hình chữ nhật nha. Đó, cái này hình chữ nhật.
cái này ngang của nó tới 85 cm lận nha anh em, dài chắc có khoảng 1m2 vậy lận. Một mét 55 luôn ha, dài 1m55 luôn. Tiếp theo thì tới hai cái miếng chải bàn này luôn ha, hai cái miếng này cũng vậy luôn, chải bàn, chải kệ, học tủ rồi vậy đó, nó không bị trượt chày đồ ha. 45 là chiều dài nha, ngang là 30, được có hai miếng nha, hình cái bông đó. Rồi ok, tiếp theo tới mấy miếng này nữa nè. Đó, 1, 2, 3, 4 miếng này luôn, 4 miếng này luôn nha. Đó, dài 45 luôn ha, ngang của nó là 33, ngang của nó là 33 ha. Rồi tiếp theo thì tới cái miếng này là nó trong bọc luôn nha, 65 nhân cho 105 đó. Rồi ok, tiếp theo thì tới mã dép nha anh em. Dép này dép mã 1, em bán cho anh em giá là 100k, dép massage, còn đúng một đôi một duy nhất, anh em nào có nhu cầu thì cứ việc chốt nha, đúng một đôi một duy nhất nha. Dép Nhật, dép Nhật luôn, hãng Refood nè, 3D ha. Đó, cái này anh em có thể tăng đưa chiều ngang nè, giò lớn giò nhỏ thì tăng đưa chiều ngang nè, còn chiều dài cố định 24 cm ha. Một đôi này em bán chỉ có 100k thôi, còn duy nhất một đôi một duy nhất, em hết hàng ha. Rồi anh em nào có nhu cầu lấy thì cứ việc liên hệ với em nha. Dép massage mang trong nhà ha, nó massage lòng bàn chân nè, đó. Rồi tiếp theo dép mã số 2, 132 đôi nha, hai đôi mang trong nhà. Dép này đế cao ha, mang mềm êm chân nè đó, và bít mũi luôn, bít mũi là nó giữ ấm rất là tốt luôn. Nó trời lạnh ha, mùa nồm ướt nền rồi về mình đi nó lạnh chân thì mang dép này vô đó. Rồi ok nè, dép mã 2 giá bán 130 nha, anh em nào lấy thì cứ việc liên hệ với em. Hai đôi dép nha, đi trong nhà 150. Tiếp theo tới cái mã này là cắt móng nha anh em, mã cắt móng nha. Thì nó có trong cái túi này, có trong cái túi này thiếu hết một món gì em không biết nữa, cái này cải phe cải phé gì đó. Rồi cái này là dũa nè, rồi còn đây là cái kèm nha. Đó, cái này là cái kèm cắt nha. Đó. Rồi, cái này nó có mọc luôn nè. Hàng này thì nói chung cũng có tuổi. Rồi em bán cho anh em giá là 80 nha, cắt móng. Tiếp theo thì tới mã lược nè. Mã lược nó có trong hộp luôn, có thương hiệu rồi đầy đủ đàng hoàng ha. Rồi, cái túi này cũng còn rất là xịn sò luôn nha anh em ha. Rồi lược lớn, lược nhỏ, lược mỏng, lược dày, lược xếp, lược thẳng gì đủ thứ trơn rồi nha anh em. Trong này nó có ngăn luôn nữa nè, nó có hai ngăn hai bên, có xăng ti kéo luôn nha. Rồi mã này mã lược em bán cho anh em giá là 100k. Rồi tiếp theo thì tới cái mã hộp viết nè, cái mã hộp viết. Hộp viết thì hôm nay sẽ có cái hộp viết từ đầu tiên. Rồi có hai cái viết Maxell nè, có hai viết Maxell nè, còn mới luôn nè. Đó, Maxell Mitsubishi nè, chuẩn viết Nhật luôn, HB nha. Đó, ok nha, hai viết còn mới chưa xài. Rồi trong hộp này, rồi một cái đồ chuốt chiếc chì luôn nha, một cái đồ chuốt chiếc chì luôn. Made in Japan luôn nha, một cái đồ chuốt chiếc chì Made in Japan luôn. Đó, rồi ok, với lại cái thước chia độ gốc nè. Đó, rồi mình thọt cái mũi viết vô đây mình ngoáy nè, nó sẽ có ra cái đường kính. Cái đường tròn lớn nhỏ nè ha. Rồi thước vẽ hình tròn hình đủ thứ hết trơn nè. Rồi tiếp theo một cái gương nè, xếp vô đây. Với cái chai này chai gì Hello Kitty em cũng không biết ha. Này đồ của mấy đứa nít nha, Made in Japan nha anh em, Made in Japan luôn. Rồi ok nha, cái mã hộp viết em bán 100k hả. Mua cho con em đi học nha. Cái này là cái gương nè, cái này là cái gương nè, cái này nó nặng, nó nhỏ xíu mà nó nặng dữ dằn luôn ha. Rồi này thì cái gương còn nguyên trong hộp luôn nè. Cái này thì được sản xuất tại China nha anh em, sản xuất tại China nhưng mà nó rất là sang trọng luôn nè, thích hợp làm quà tặng nha. Anh em xem nè, đẹp cực kỳ không? Nhấn cái nút này, mình mở cái nắp lên là nó sẽ có cái gương ở đây. Đó, gương sáng sủa đẹp đẽ đàng hoàng. Rồi, ok nha. Mã gương giùm em nha anh em, 200k, rất là nặng luôn. Rồi, tiếp theo thì tới chị Màu. Chị Màu này ngắn thôi. Chị Màu này em bán cho anh em 25.000 nha, 12 màu. Sản xuất tại China, xuất thị trường Nhật nha. Đó, chiều dài của nó khoảng 9 cm ha. Rồi 25k hộp này. Còn cái này dài hơn nè, cái này cũng có 12 màu luôn ha, cũng là bút chì màu. Nó là dài 18 cm luôn ha. Giá bán là 50k. Đó, anh em nào lấy thì cứ việc liên hệ với em nha, giá bán 50k. Thì hình thức của nó là như vậy nha, bút chì màu. Đó. Chị Màu mã 2 50k dùm em nha anh em. Tiếp theo thì tới mã quạt nè. Cái quạt
đó, quạt hình này hình kia nha, quạt này quạt to, quạt to mát ha. Đó, để quạt thử coi. Rồi ok nha anh em ha. Quạt hình trái tim nha, 30cm nha, chiều dài hết cán luôn là 40cm nha. Đó ok nè, quạt Nhật Bãi ha anh em ha. Rồi ok nè, 2 cây, 3 cây, 4 cây, 5 cây này em bán cho anh em với giá là 100 mấy đâu tiêu giá rồi. 120 nha anh em, ăn thêm mừng nè. Tiếp theo tới kỷ niệm chương nha anh em. Kỷ niệm chương số 1 nè, cái này là kỷ niệm chương số 1, giá bán là 300k nha. Kỷ niệm chương số 1 giá bán là 300k, là cái hình kỷ niệm, cái quy chương kỷ niệm thôi. Đó, cái này thì nó đẹp nha, nó để bàn, đẹp lắm. Đây, cái nơ thắt đây ha. Cái này cái mặt này vàng nha, dưới này cũng vàng luôn, nhìn nó rất là sáng đẹp ha. Rồi, chiều cao của nó thì được là 28, chiều ngang của nó thì được là 19cm nha. Cái khung này là chất liệu là bằng gỗ nha, cầm cũng đầm tay nha. Đó, chất liệu khung này là bằng gỗ ha. Rồi anh em nào lấy thì cứ việc liên hệ em, 2007 tháng 11 ngày 23 nè. Rồi ok nha anh em, đẹp. Kỷ niệm chương mã 1 300k, chuyển khoản đủ là em bao ship luôn. Kỷ niệm chương mã 2 bằng giá 300k nha anh em ha. Rồi, cái này là kỷ niệm chương bóng chài. Chất liệu của nó, cái miếng nền này là bằng gỗ xịn sò luôn, cực kỳ nặng luôn ha. Rồi ok, mình cũng để trên bàn, hình thức nó y gan gì ha. Anh em nhìn nè, sáng chói ló đẹp nha. Đó. Rồi. Chiều cao nha anh em, chiều cao của nó thì được là 30cm nha, chiều ngang của nó được 23cm ha. Rồi giá bán cũng vậy, 300k, anh em thích cái nào thì lấy cái đó. Kỷ niệm chương này mã 2 nha, kỷ niệm chương này là của bóng chày nha, giá bán là 300k, kỷ niệm chương mã số 2. Rồi tiếp theo tới mã linh tinh nha anh em. Ôi cái mã linh tinh này thì đúng là mã linh tinh luôn anh em ơi, không biết cái gì tùm lum hết trơn luôn. Đây nè, trong đây nó trước tiên là cái này nè, cái này là nói chung là mấy cái mã linh tinh này thì anh em về nghiên cứu thôi chứ em cũng không bao gì hết nha. Đó, cái này là cái đèn nha, cái đèn. Cái đèn này thì cái nóc này nè nó bị gãy cái đồ gãy đây nè, cho nên em lắc nó kêu lột sột ha. Nó có sử dụng là 3 viên pin cúp áo này nè, mà không có pin không có thử được nha anh em. Rồi bấm cái nút này nè, anh em xem nè, hoạt động cử động của nó nè. Đó, anh em thấy dữ không? Đẩy ra này bật lên. Nè, làm lại cái nữa cho anh em xem nè. Kéo em ra đây kìa, nó đạp lên mấy cái đó. Đó, anh em thấy không? Này nó chung là nó làm cái khớp này cũng dữ hằn lắm nha. Nhưng mà cái cây này em cũng biết là nó xé hay không nha. Rồi anh em về nghiên cứu nha. Đẩy sát bên trong đó, dưới, sát luôn. Rồi cái miếng đó nữa. Cái miếng tiếng kìa. Rồi. Đây mấy cái này là mình để cái hình nhỏ vô đây nha. Cái miếng phía ngoài này nó làm chất liệu là bằng nhựa. Sản xuất China nè. Đó, được 4 cái này ha. Rồi cái đồ này gì là giải gì nữa nè ha. Cái này khẩu trang nhỏ mini. Rồi cái hộp này anh em có thể đựng phân thuốc rồi gì hoặc ốc ác gì cũng được nè. Cái này chế cái đèn nè. Cái này giống như cái đèn vậy đó ha. Rồi. Này cái nơ móc ha. Cooler của ai mới nữa, nút áo nha. Còn cái này là ghim này xuyên que ha. Rồi ok, một cái kim này. Cái này cái móc nha, móc khăn, móc máng khăn. Rồi ok luôn. Cái này thì là cái miếng vải là hình gì đó em cũng không biết nữa. Mà hình cái đuôi. Nó cũng đẹp nha, có hai thanh gỗ, hai thanh tre. Này nút áo nữa nè. Đó. Rồi còn cái này cái ngăn này làm cái gì nè, sấy đồ ăn hay gì đó, sấy trái cây gì đó. Rồi. Còn cái đế này là đế xay, mà cái đế xay này nó rớt bi trong này anh em, về anh coi em tháo ra nó còn nguyên nha. Tháo ra anh em chỉnh bi rồi về lại thì nó nhẹ nhàng lại ha. Rồi linh tinh 150. Tiếp theo linh tinh số 2 nha. Ở linh tinh số 1 còn này nè, cái vòng tròn nữa nè. Do. Rồi linh tinh số 2 này thì chủ yếu là thiết bị này chắc cái văn phòng phẩm ha. Rồi một cái hộp này. Một cái hộp này thì đựng cạc, đựng hình ảnh ha, đựng đĩa gì đó. Rồi một cái hộp này còn mới luôn nha, mới chát luôn. Một cái. Rồi một cái miếng này để dằn giấy rồi cũng được nha, bằng gỗ. Một cái cuốn sổ ghi chép tay. Thêm một cái cuốn sổ này nữa, xịn sò nha. Đó. Rồi. Cái này là đeo bản tên ha. Cái này cũng vậy, bản tên. Rồi, hai cây bút lông nè, hai cái bút lông màu. Cái là 7.0, cái là 1.0. Cái này là cái đeo bản tên một sắp này luôn, 5 cái.
Rồi còn cái này là cái bông lao bản, bông lao bản hoặc là mình để giữa chén rồi cũng được ha. Còn cái này là băng keo dẻo ha. Cái miếng này là cái miếng dán kiến xe hơi để nó chống nắng phía trên này đó ha, miếng kiến xe hơi. Rồi ok, còn cái này á, là ghim kẹp nha, ghim kẹp. Cái bộ này là cái bộ đựng hình ảnh photo ha, đó hình ảnh. Rồi cái này cũng vậy luôn nha, cái bộ kẹp hình ảnh ha. Rồi còn cái này một cái cuốn sổ hóa đơn gì đó, nó bằng tiếng Nhật. Rồi một cái này là một cái kẹp bản tên, một cái miếng lót và một cái sơ mi gạ kẹp. Còn cái này là cái đế gì đó không rõ, có chân rồi về đầy đủ nguyên hộp luôn ha. Đây có chân đầy đủ nè, anh em muốn gắn kiểu gì đó gắn ha. Rồi tiếp theo thì tới mã khay nè. Khay nè em bán cho anh em 250 một cái khay chữ nhật nè. Nó anh em đựng bánh đựng gì đó đựng, nói chung là chất liệu là dày dặn ha, đẹp mica của Nhật nha. Đó đựng bánh đựng khăn đựng đồ đựng chỉ kim chỉ gì đó, dài 33 cm nha, ngang của nó là 24 cm ha. Rồi 250, chiều cao của nó là 11 cm nha anh em. Ok 250 ngàn. Tiếp theo thì tới mã gói. Gói này nằm im lắm nha anh em, cái gói này nó mềm đẹp đã lắm nè, hình cái mặt con gấu nè, đẹp dữ lắm luôn ha, mấy nhỏ phái lắm. Cái gói này nằm cực kỳ êm luôn, cái gói này tại hồi trưa em nằm nghỉ trưa là cái gói này em nằm thử nè, êm lắm. Rồi hai cái ha. Rồi cái này thích hợp với em bé nè, nó hơi thấp nè đó. Rồi ba cái, thêm một cái này nữa. Một cái gói này còn nguyên trong bọc luôn nha, cực kỳ êm luôn, chất liệu cực kỳ êm nha. Rồi ok nha nè. Rồi ok, bốn cái gói này thì em bán cho anh em có giá chưa? 390 ngàn nha, chuyển khoản đủ em bao xếp luôn. Bốn cái gói mà chỉ có 390, trong đây nói nó có hai con gấu bông rồi, còn cái gói này nằm đáng đồng tiền bát gạo luôn nè, nằm im cực kỳ luôn. Rồi tiếp theo thì tới mã túi nha anh em. Túi mã số 1 nè, túi da xịn sò không, anh em cầm tay nha, anh em cầm tay như thế này, hoặc là mình cầm như thế này ha. Rồi Kenzo, túi này em bán 200k, túi này túi da luôn nha, túi này túi da luôn. Thì cái này em bán đồ cũ thì tất nhiên một số cái vết này là nó phải có nha anh em, còn ví dụ như nó lủng hay là nó rách luôn rồi thì cái đó là một là em sẽ nói cho anh em nghe, còn hai á là em sẽ không bán, em bỏ luôn hoặc em bán thanh lý cho anh em về sửa chữa. Đây nó có cái ngăn chính giữa nè, thì có miếng mỏng nè, bên đây cũng vậy, nhưng mà bên đây thì tụt cái đầu nó chút xíu trên này nó, cái nào em nói cũng rõ hết trơn á. Thì anh em nào có nhu cầu lấy thì lấy, nhưng mà cái túi này thuộc dạng là cái túi xịn sò cao cấp á. Bên này nó có cái ngăn ngoài sau nè đó, rồi nó có hai cái ngăn để xăng tia kéo đó. Cái túi này em bán 200k, anh em nào có nhu cầu lấy thì cứ việc liên hệ. Cái này là 26 là chiều dài, chiều cao là được 17 ha. Thì túi mã 1 nha anh em, 200. Tiếp theo túi mã 2 nè, em cũng bán cho anh em giá là 200 luôn đó. Túi này thì cũng là túi da nha, túi này cũng là túi da, em cũng bán cho anh em giá là 200 luôn ha. Túi này da nữ ha, đi chợ thì ok nè, đó ngon lành luôn, dây là gì là dài thoải mái nè, xăng tia kéo nè. Trong này thì nó có một thêm một cái ngăn trong nữa, xăng tia kéo nữa nè đó. Thương hiệu trong này Bari nha, Bari đóng đây. Rồi có ngăn đây ha. Rồi xăng tia kéo thì anh em kéo lại thôi, nói chung là tại vì nó bỏ cái xăng tia này xuống dưới này cho nó gọn thôi ha. Xăng tia kéo bình thường nha, hoạt động tốt hết á. Rồi anh em nào lấy thì cứ việc liên hệ với em. Túi da này đẹp nè, túi mã 2 200. Túi mã 3 nha, túi mã 3 này thì ba cái này 130 nè. Đó, ba cái này 130. Đó, túi này cặp nách ha. Còn mới đẹp lắm. Đừng mua đi học được. Đi học để đồ rồi vậy đó ha. Rồi 130 nè. Đi học thêm rồi đó. Đó, một cái nè. Ha. Còn nguyên à, mấy túi này em bán cho anh em là còn nguyên, còn mới đẹp ha. Rồi túi này cũng đẹp lắm nè, ba cái này chỉ có 130k thôi mà hàng Nhật bãi hết luôn nha anh em. Anh em xài là thoải mái luôn. Còn cái nào á em nói rách cũ hay là sao đó em có nói nha. Mấy cái này là còn mới, ngăn túi trong nè, đó. Rồi, trong này nó cũng có ngăn mà không có ngăn xăng tia nữa nè, đó. Rồi, hai cái. Rồi cái này quẩy đi học rồi gì bình thường luôn ha. Quẩy đi học bình thường luôn. Đó, bé gái bé trai gì nhỏ nhỏ là quẩy bình thường ha. Cái này còn mới, còn đẹp hết trơn á, mấy cái túi này còn đẹp lắm. Ba cái này có 130 hả, anh em là có nhu cầu lấy thì lấy đi nha. Đó, đây có ngăn kéo nè. Đó, rồi túi này sản xuất China nè. Ở Korea chứ Hàn Quốc chứ.
Rồi cái này ngăn kéo trên nè, còn anh em muốn xài ngăn kéo hông thì xài, nó có ngăn kéo hông luôn đó anh em. Rồi tiếp theo một cái túi da này nữa nè, cái túi da này em bán cho anh em giá chỉ có 150 thôi, mà túi da luôn nha, còn mới đẹp, 150.000 nè. Đó nè anh em xem, ngăn trong có ngăn kéo lớn nè, có ngăn kéo nhỏ đây nè, đó đẹp cực kỳ luôn nha. Túi này thì mới đẹp màu cam chị em phụ nữ nha. Rồi 150, kích thước đo cho anh em xem nè, chiều dài á là 50cm nha, chiều cao túi này thì được 35, cái đít này thì được 14 đó, túi 450 nha anh em. Rồi tiếp theo thì tới mã khăn nè, khăn thì có cái khăn lớn này nè, cái khăn lớn này là còn mới chát luôn, đẹp luôn nha. Đây khăn lớn này tắm mà thoải mái luôn nha, đó kim ha. Rồi ok, một cái khăn lớn tắm nè, hút thì tốt nha. Rồi một cái khăn nhỏ nè, khăn nhỏ này thì nó hơi bị khăn trắng mà trắng gì, nhưng mà chỗ này anh em thấy khu vực này nó hơi bị vàng vàng hơi không, ít thôi chứ nó cũng không nhiều, hai đầu ha. Rồi ok, khăn này cũng tắm được, cho trẻ em tắm được nha. Rồi hai cái này em bán chỉ có 150 thôi, tại nó không có hộp, nó không có hộp nha, nhưng mà hàng bãi Nhật hết. Rồi tiếp theo tới bàn cờ nè, cái bàn cờ này anh em về nghiên cứu nha, 500k, nó có túi sách rồi về luôn, mở ra sách nguyên cái vali này luôn nha. Rồi ở đây thì nó có cái này chắc là tên hay là nước đi gì nè, hướng dẫn mình chơi đó. Rồi trong đây, rồi còn cái này chữ nè, xí ngầu nè, ôi đủ thứ hết trơn, mấy cái này tùm lum hết trơn, em không có gành mấy cái này nha. Anh em nào có nhu cầu chơi thì cứ việc liên hệ nè. Em xem phim em thấy người ta quánh người ta gọi là mặt trượt gì đó, rồi vừa mặt vừa trượt. Dưới này thêm một ngăn nữa nha nè, dưới này thêm một ngăn nữa nè, đó. Rồi mặt trượt ha, rồi cái này mấy que que nè, có số nữa nè, em cũng không biết nữa. Rồi ha, anh em nào lấy thì cứ việc liên hệ với em nha. Mã này là mã cờ nha, mã cờ này em bán cho anh em giá là 500k nha, mã cờ gì nữa không. Rồi lấy bếp ga lên mà. Rồi có hai cái bếp ga giới thiệu cho anh em luôn nha, anh em nào có nhu cầu thay đổi bếp ga mới ha thì anh em cứ việc liên hệ với em nha. Bếp ga thì em bán cho anh em, mà chính sách của em ở đây là bảo hành cho anh em là 12 tháng ha, thẳng thét luôn, 12 tháng. Rồi bao ship cho anh em toàn quốc ha, tặng cho anh em một cặp pin Nhật luôn nha, tặng cho anh em một cặp pin Nhật luôn, pin đại Nhật luôn ha. Rồi đây tặng cho anh em một cặp pin Nhật rồi nè ha, đó Alkaline, cái này sản xuất từ China nha, pin này sản xuất từ China nhưng mà pin kèm nhập khẩu luôn ha, bên em có bán luôn nha, một cặp vậy là 100k. Anh em nào có nhu cầu lấy thì cứ việc liên hệ, nhưng mà bếp á, mở một bếp em bán ra là đã tặng cho anh em một cặp pin này rồi, cặp pin này là giá trị là 100k. Rồi bao ship cho anh em nữa nha, bếp thì em bán ra bao ship cho anh em toàn quốc luôn, anh em cứ việc mua bếp là em bao ship ha, tặng cặp pin này, rồi bảo hành cho anh em 12 tháng sử dụng luôn. Rồi tiếp theo nữa là cái phía dưới này nè, là lúc nào em cũng phải lợp lưới chống chuột cho anh em, mà chất liệu lưới của em ở đây em làm là chất liệu là inox luôn nha. Đó inox thì anh em xài đó, bền bỉ theo thời gian nha, đó nhất là ba cái thức ăn này mà nó đổ xuống á thì nó gặp inox á thì nó sẽ lâu hơn đó. Rồi bây giờ em sẽ test thử bếp ga cho anh em xem, tất cả bếp ga em bán ra thì test kỹ thuật rồi gì ok ngon lành hết ha, tức là cạn nước đáy nồi thì tắt lửa nhờ sinh so chính giữa nè. Rồi khi mà tắt lửa đột ngột thì nó sẽ có con biến đồng này là nó sẽ cho ga không cho cái ga nó xì ra ngoài ha, nó khóa ga luôn đó, thì nó là như vậy đó. Còn lúc nào em cũng gắn pin như đây là em test thôi, pin này thì em mới tặng cho anh em là pin mới vậy nè đó. Lúc mình mới gắn lần đầu tiên á thì ga nó ra nó qua là chậm ha, rồi anh em cháy được cái lần đầu rồi thì ga nó ra qua nhanh bình thường ha. Đó lớn nhỏ lửa xanh thì đàng hoàng nha anh em. Bếp á thì em test ngon lành rồi, lửa củi ngon lành, anh em cứ việc về chỉ xài thôi, và chế độ 12 tháng cho anh em yên tâm thôi, chứ bếp mà mình xài là không bao giờ mà nó hư tầm bậy bạ nha. Bếp ga Nhật á là tính năng của nó là hoạt động tốt hết rồi, là anh em cứ việc sử dụng thôi, hết ga hết pin anh em cứ việc thay là xài ha. Rồi lửa củi sensor rồi em kiểm tra hết, em test hết rồi. Còn cái này là cái phần lò nướng nha, cái phần lò nướng, phần lò nướng thì trong đây nó sẽ có khay nướng và cái hộc đựng nướng nè, đó anh em xem rất là đẹp nha. Đó rồi phía hộc nướng bên trong nè, dở lên cho anh em xem nè, lửa nè, khi mà anh em xài cái loại mà nút nhấn càng gạt này thì lửa nó chỉnh rất là nhẹ nha, nó chỉ thay đổi rất là nhẹ thôi, nhưng mà vẫn là xanh, vẫn là ok, ngon lành hết cho anh em, bảo đảm cho anh em sử dụng nha. Rồi đó em nhắc lại, bếp này thì em bán cho anh em giá là 2,5 triệu, bếp này là 2,5 triệu, thương hiệu của nó là Ginai mặt men. Mặt men này á thì nói chung á nhìn tổng quan là nó sẽ đẹp, nhưng mà nó sẽ có một số chỗ em dán cái tem là như thế nào, nó bị cái mẻ cái men giống như kiểu như vậy nè,
hả, thì em dán lại cho nó nhìn nó lịch sự thôi ha, chứ không phải nó bị lủng nha. Tức là nó chỉ mẻ phần men phía ngoài thôi chứ không phải bị lủng lỗ sọ chỗ qua nha. Đó thì cái nào em nói rất là rõ để cho anh em biết được cái bếp mình chuẩn bị mua, cái sản phẩm mình chuẩn bị mua nó sẽ là như thế nào. Bếp này thì được sản xuất năm 2016 nha anh em, bếp này sản xuất 2016 nè. Thì em bán cho anh em ở đây á là giá là 2,5 triệu cái bếp này, bảo hành anh em 12 tháng, tặng cho anh em một cặp pin Nhật này ha. Rồi lợp lưới chống chuột là inox luôn ha, bao ship cho anh em toàn quốc, ở đâu em cũng bao ship hết, kể cả anh em ship code luôn. Đó bếp ga em bán ra là chế độ của anh em là nó là như vậy ha. Rồi thì đây là bếp mã số 1 nha, nó là màu màu sáng nè, em gọi nó màu sáng đi. Em sẽ có bếp màu đen, em sẽ có bếp màu đen, em sẽ lấy bếp màu đen lên cho anh em xem. Bếp màu đen này á là nó sản xuất năm 2019, em nhớ là như vậy, không biết đúng không, 19 20 gì đó, để em lấy lên em coi kỹ lại. Bếp này nó đề cao nha, và nó sử dụng là pin tiểu luôn, nó sử dụng pin tiểu luôn chứ không phải là pin đại ha. Pin tiểu thì đây em sẽ tặng cho anh em một lốc pin tiểu gì luôn, một lốc pin tiểu gì luôn nha. Đó thì em xé ra một cặp em thử cho anh em, thử bếp cho anh em nè. Pin này anh em rất là dễ mua luôn nha, pin em tặng là pin Panasonic luôn nha ha. Rồi ok, nó là bếp pin pin tiểu, đời của nó là 2020 đó, con này là 2020 luôn nha anh em ha. Anh em nào mà có nhu cầu á, lấy á, thì lấy con này xài cũng rất là ngon nha. Đời 2020 mà pin tiểu, pin dễ mua, dễ sử dụng luôn. Rồi cái phần khay nướng nè, cái phần khay nướng và cái phần dĩ nướng nè ha. Rồi còn cái phần này là cái phần bên trong hộc nướng nè, cái phần này là phần bên trong hộc nướng nè. Nó sáng mới đẹp cực kỳ luôn nha này ha. Rồi lợp lưới chống chuột cho anh em nè, đây là cái lưới chống chuột em lợp cho anh em là lưới inox này luôn nè, cái lưới inox này luôn đó. Rồi ok nha, con này cũng vậy ha, con này cũng vậy. Cái mặt men thì nhìn tổng thể là nó đẹp, nhìn tổng thể là nó đẹp ha. Rồi nó sẽ có mẻ men bên hông đây chút, rồi mẻ men ở bên hông đây chút nữa ha, đó ít thôi, nhưng mà ở chính giữa này thì ngay mặt tiền, cho nên là em dán một cái tem lại cho nó nhìn nó lịch sự thôi ha, chứ không phải là nó bị lủng bị gì đâu nha, nó bị mẻ men á, cái dạng giống như gì đó thì em nói rất là rõ để cho anh em có sự lựa chọn ha. Rồi bếp này là bếp ga mã số 2, em bán cho anh em với giá là 2,5 triệu luôn, bao ship cho anh em toàn quốc, tặng cho anh em một cái lốc pin đó ha, và lợp lưới chống chuột inox cho anh em, rồi bảo hành cho anh em 12 tháng luôn. Tất cả sensor cảm biến là đều hoạt động tốt, ok, full tính năng hết. Anh em cứ nấu cạn nước đáy nồi, nấu quên cạn nước đáy nồi là tắt lửa khóa ga ha. Rồi ok, đảm bảo cho anh em sử dụng nha. Cái con này á thì nó sẽ có cái còi báo là lò nướng 5 phút rồi nó sẽ báo. Đây, anh em xem nè. Lửa củi em đảm bảo cho anh em là xanh, ngon lành, tiết kiệm ga ha. Bếp ga Nhật á là nó sẽ tiết kiệm ga hơn bếp của mình đang sử dụng ở nhà ha. Đó, rồi, nhỏ lửa nè, nhỏ lửa thì mình gạt qua bên trái, lớn lửa thì mình gạt qua bên phải, vậy thôi nha. Lửa thì lửa xanh, ok, ngon lành, full mọi tính năng hết. Bao cho anh em sử dụng, bảo hành 12 tháng, lợp lưới chống chuột inox cho anh em miễn phí. Rồi, miễn phí ship cho anh em tới nhà luôn ha. Rồi ok, tặng pin cho anh em xài đầy đủ, giá bán là 2,5 triệu, bếp ga mã số 2 nha nè. Anh em cứ việc xem, ví dụ như anh em ưng ý, cần có nhu cầu mở mặt lên hoặc là ở phía dưới đích gì đó, cần chụp hình hay là video call trực tiếp, em sẽ cho xem hết toàn bộ tổng thể bếp. Bếp ga ở đây em dọn là sạch sẽ từ trong ra ngoài, đảm bảo cho anh em sử dụng là ngon nghẻ đàng hoàng ha. Rồi hình thức có sao em nói cho anh em nghe hết y chang vậy ha. Đó này, tại vì là đồ mình là đồ cũ cho nên là nó có như thế nào mình nói trước. Nó đợi 2020 nè nghe anh em ha. Để khi mà mình nhận hàng á, khi mà mình quay trên clip á, thì nhiều khi anh em xem ha, không có rõ thì mình có thể kết nối Zalo để em sẽ chụp hình hoặc là gọi video call trực tiếp cho nó rõ hơn. Cần xem chỗ nào hay là thắc mắc cái gì, vấn đề gì, hay chế độ bảo hành, chính sách ra sao, bếp ga như thế nào, bên trong nó ra sao, hay là anh em chỉ quay cho anh em xem về ngoài vậy thôi. Đó, nó là như vậy ha. Em sẽ chiều anh em hết mức luôn. Anh em cỡ nào em cũng chiều anh em hết mức được hết trơn á. Để anh em có được một cái sản phẩm mà mình trên tay nó rất ưng ý, vừa bụng khi mình bỏ ra cái số tiền. Rồi, em cảm ơn anh em đã hết sức tin tưởng shop em và đã từng mua hàng ủng hộ bên shop của em. Em xin kính chúc tất cả mọi người sức khỏe. Xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong video clip tiếp theo. Em xin thân ái kính chào.